Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 26. Trong rừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, Quân Lạc trên mặt đất không ngừng quay cuồng, toàn thân co rút, một cỗ khí tức cường đại hướng về vị trí bọn hắn đang tới gần. Đại sư huynh, thần sắc Trịnh Như Long cứng lại, không phải hắn thương hại Quân Lạc, mà là hắn cảm giác được mấy đầu hồn thú cường đại đang ở gần. Vẻn vẹn khí tức kia liền khiến Trịnh Như Long tê cả da đầu, dù sao thực lực hắn vẫn chỉ là phong vương chiến vương. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hồn lực hắn bao phủ xung quanh mấy chục trượng bên trong, hai đầu thất giai sơ kỳ hồn thú tới gần, tiềm phục bên trong một mảnh tùng lâm. Bất quá Tiêu Phàm lại không quan tâm, thất giai sơ kỳ với hắn mà nói còn chưa đáng kể. Con người hắn băng lãnh nhìn chằm chằm mặt Quân Lạc, chờ đợi Quân Lạc thỏa hiệp. Ta nói, Tiêu Phàm, ta nói. Mấy canh giờ tra tấn, Quân Lạc rốt cục vẫn không nhịn được, quỳ trên mặt đất, thân thể co do, đầu dính sát mặt đất. Thanh âm hắn trầm thấp vô cùng, không có bất luận lực lượng gì. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc trùng kén lập tức đình chỉ gặm nuốt huyết nhục Quân Lạc, lạnh lùng nói, trước khi nói ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi dám gạt ta, vậy thì cứ hưởng thụ sự tra tấn này liên tục trong một tháng đi. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Quân Lạc không khỏi lạnh run, giờ phút này thể nội hắn đã ngàn kho trăm lỗ, căn bản không còn hình dáng. Nếu như không phải hắn thân làm chiến hoàng cảnh, thân thể coi như cường đại, đoán chừng sớm đã chống đỡ không nổi. Nói đi, Tiêu Phàm ngồi bên trên một tảng đá lớn, nướng kim văn xà trước đó đã chém giết, một mùi thịt thơm tràn ngập bốn phía. Hồn thú trong tối bắt đầu dục dịch, bất quá vẫn là áp chế xúc động trong lòng, hắc y tu sĩ nhân loại cho bọn chúng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đến thất giai sơ kỳ kim văn xà đều bị hắn nướng làm đồ ăn ăn. Bọn chúng không muốn nối bước kim văn xà. Đại đế tử muốn giết Nam Cung Tiêu Tiêu, mà Long Tiêu muốn giết ngươi, hai người không mưu mà hợp, bởi vì đại đế tử không thể ngay trước mặt mọi người xuất thủ với Nam Cung Tiêu Tiêu. Cho nên đại đế tử đối phó ngươi, Long Tiêu diệt sát Nam Cung Tiêu Tiêu. Quân Lạc run giọng nói, ực ực nuốt vài ngụm nước miếng. Sau đó, hắn tiếp tục nói, đại đế tử lúc ấy đáp ứng vì đề phòng vạn nhất. Đồng thời liên hợp người đế minh, thiên hạ minh cùng vương đạo minh đối phó ngươi. Lúc đó, phong minh sử vô pháp cũng chủ động tìm tới cửa, phong minh đáp ứng đại đế tử trợ giúp hắn giết chết ngươi, đại đế tử muốn trợ giúp phong minh giết chết Sở Khinh Cuồng. Theo ý ngươi, không phải Nam Cung Thiên Giật chủ động tìm sử vô pháp, mà là sử vô pháp chủ động tìm Nam Cung Thiên Giật. Còn người Tiêu Phàm ngưng tụ, sát tâm dâng lên. Nếu như Nam Cung Thiên Giật chủ động tìm sử vô pháp, sử vô pháp sẽ không cách nào cự tuyệt, như thế có thể thông cảm được, nhưng hiện tại, một sợi nhân từ cuối cùng Tiêu Phàm đối với sử vô pháp cũng biến mất không còn một mảnh. Sử vô pháp tính là cái gì chứ, làm sao có thể khiến đại đế tử chủ động tìm hắn? Đây chẳng qua là sử vô pháp tự cao thanh cao, nâng thân phận bản thân mà thôi. Quân Lạc mặt coi thường, xì một ngụm đầm nói. Tiêu Phàm gật đầu, hắn có thể nhìn ra Quân Lạc không có nói dối. Lấy Nam Cung Thiên Giật tự ngạo, đoán chừng cũng khinh thường việc chủ động đi tìm sử vô pháp hợp tác. Trịnh Như Long lúc ấy nghe được lời nói, cũng chính là sử vô pháp tự mình nói, cho nên mới có thể nghe lầm. Bọn hắn dự định giết chúng ta thế nào đây? Tiêu Phàm lại hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Kế hoạch cụ thể ta cũng biết, bất quá thời điểm ta nghe đại đế tử cùng Ninh Xuyên bọn hắn mưu đồ bí mật, Ninh Xuyên nói. Hắn đã từng cùng Sở Khinh Cuồng ngoài ý muốn tiến vào nơi này, Sở Khinh Cuồng lúc ấy cũng ở chỗ này bị hãm hại. Quân Lạc suy nghĩ một chút nói. À, Sở Khinh Cuồng từng tiến vào nơi này. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc. Sự tình Sở Khinh Cuồng hắn biết một chút, mấy tháng trước, Sở Khinh Cuồng cùng Ninh Xuyên, Sở Dịch Phong, Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu Thường đi thăm dò một chỗ cổ địa. Cuối cùng, Sở Khinh Cuồng chúng độc kém chút bỏ mình. Chẳng lẽ chính là tiến vào mảnh cổ địa bí cảnh này? Nhớ tới bàn tử trước đó nói, Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Không sai, lúc ấy Ninh Xuyên nói tràn đầy tự tin, hắn có thể ở chỗ này để ngươi cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chết không có chỗ chôn, nhưng hắn có yêu cầu duy nhất, chính là giết chết Sở Khinh Cuồng. Quân Lạc hồi tưởng nói, bắt chước ngữ khí lúc ấy của Ninh Xuyên. Còn có việc này, Tiêu Phàm cũng không kinh ngạc. Sở Khinh Cuồng ngay trước Tuấn Kiệt hai đại đế triều đánh bay Ninh Xuyên,
Ninh Xuyên tự nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Cái khác ta không biết, đại đế tử về sau cùng Ninh Xuyên biến mất, để cho chúng ta ở chỗ này chú ý động tính các ngươi, tốt nhất là có thể đánh tan các ngươi, giết từng tên một. Quân Lạc lắc đầu nói, cơ hồ là một năm một mười nói ra. Ngươi xác định không biết, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, những lời này của Quân Lạc đối với hắn mà nói căn bản không có quá nhiều giá trị, cũng liền khiến hắn minh bạch, hắn lại thêm một địch nhân Ninh Xuyên mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không phải hoàn toàn tin tưởng lời nói Quân Lạc. Thực, Tiêu Phàm, ta không nói dối, ta có thể dùng tính mạng ta đảm bảo, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể lập tức giết chết ta. Quân Lạc bị dọa đến sắc mặt phát xanh, không chút do dự thay bản thân biện hộ. Thật sự là loại đau đớn này quá đáng sợ, dù là hắn cũng đều không chịu được, nếu bị tra tấn, hắn tình nguyện lựa chọn cái chết. Đúng rồi, mục tiêu cuối cùng của đại đế tử không chỉ là giết chết các ngươi, còn có, hắn muốn diệt tất cả mọi người Đại Long, hơn 2 tháng sau, cuối cùng có thể sống rời đi chỉ có người thần phục đại đế tử. Quân Lạc tựa như lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Diệt tất cả mọi người, Tiêu Phàm cùng Trịnh Như Long nghe vậy, hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nam Cung Thiên giật mạnh, nhưng hắn còn không có mạnh đến nỗi cùng tất cả thế hệ tuổi trẻ tu sĩ Đại Ly Đế Triều và Đại Long Đế Triều là địch. Những người này thực lực có lẽ không lọt mắt Nam Cung Thiên giật, nhưng Đại Long Đế Triều có hơn 100 đầu thất giai hồn thú, đừng nói quét ngang cổ địa bí cảnh, giết chết Nam Cung Thiên giật hắn cũng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng bị câu nói cuối cùng của Quân Lạc làm cho chấn kinh. Cuối cùng có thể sống rời đi, chỉ có người thần phục đại đế tử. Dã tâm Nam Cung Thiên giật thật đúng là không phải bình thường, thế nhưng hắn thật nắm chắc như vậy sao? Độc, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới một chữ, lúc ấy Sở Yên Nhiên dùng hủ cốt thực hồn tán, kém chút diệt sạch hồn thú trong cốc. Nếu như Nam Cung Thiên giật nắm giữ càng cường đại, càng nhiều độc thì sao? Trực tiếp quét sạch toàn bộ cổ địa bí cảnh, đến thời điểm đó không phải tất cả mọi người đều ở lại bên trong sao? Nam Cung Thiên giật, dã tâm ngươi thật đúng là không phải bình thường, đoán chừng tu sĩ Đại Long tới đây cũng là do ngươi tính toán đi. Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của ngươi là Đại Long Đế Triều? Diệt sát ta và lão nhị chỉ là bổ sung mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Ánh nhìn của hắn đối với Nam Cung Thiên giật lên một tầng thứ cao hơn. Người này rất nguy hiểm, không phải nguy hiểm bình thường. Chỉ là những cái này. Hồi lâu, Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, híp hai mắt nói. Chỉ là như thế. Quân Lạc lập tức gật đầu. Quan Tiểu Thất đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, hiển nhiên không tin lời nói Quân Lạc. Bọn hắn truy sát Sử Vô Pháp, Sử Vô Pháp cố ý đem bọn hắn lừa gạt vào bên trong Mê Huyễn Lâm, sống hay chết ta cũng không biết. Bất quá, Sử Vô Pháp này cực kỳ âm tàn. Bọn hắn không nhất định có thể sống. Tất cả những thứ này thực không liên quan gì đến ta. Quân Lạc hít sâu một hơi, sợ hãi nhìn Tiêu Phàm nói. Cho nên tất cả Quân Lạc đều nói thẳng ra, căn bản không có bất kỳ giấu giếm, thật sự là hắn bị Tiêu Phàm dọa cho bể mật, cụ thể mấy phần chân thực cũng chỉ có hắn biết rõ. Ta tin ngươi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, ngươi có thể rời đi. Rời đi. Quân Lạc có chút mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, hắn tưởng là Tiêu Phàm sẽ cho hắn chết một cái thống khoái để thỏa lòng thỏa ý, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ để cho hắn rời đi. Đại sư huynh, Trịnh Như Long vội vàng kêu lên, hắn không muốn thả Quân Lạc rời đi, nếu Quân Lạc đi mật báo, khả năng Tiêu Phàm càng thêm nguy hiểm. Nghe nói ngươi đã từng cũng là người linh điện đúng không? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Đúng, đúng. Ta là đệ tử linh điện. Quân Lạc đầu như là gà con ăn gạo. Trước kia hắn một mực khinh thường thân phận đệ tử linh điện này, nào sẽ nghĩ đến thân phận đệ tử linh điện này lại cứu hắn một mạng. Xem trên mặt mũi linh điện, tha cho ngươi một lần, bất quá còn có lần sau, ngươi sẽ chết rất khó coi. Tiêu Phàm hừ lạnh nói. Sẽ không, nhất định sẽ không, ta nhất định sẽ cải tà quy chính. Quân Lạc vội vàng gật gật đầu. Cút. Tiêu Phàm lạnh lùng quát, sắc mặt Quân Lạc khiến hắn cảm thấy có chút ác tâm. Ta lập tức cút, Quân Lạc nào còn dám do dự, lộn nhào hướng về nơi xa chạy đi, thoáng cái liền biến mất trong rừng, thời điểm này chỗ nào còn giống bị trọng thương. Đại sư huynh, ngươi làm sao lại để hắn rời đi?
Trịnh Như Long có chút không cam lòng nói. Ta có thể bắt hắn một lần, liền có thể bắt hắn lần thứ hai. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, khóe miệng lại câu lên một vòng cười tà, huống chi, ta không biết Mê Huyễn Lâm ở đâu, có hắn dẫn đường, so với việc tự ta đi tìm sẽ nhanh hơn nhiều. Nói đến đây, con người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến thành vô cùng băng lãnh. Trong lòng Trịnh Như Long sáng lên, hắn chỉ muốn giết chết Quân Lạc lại không có nghĩ nhiều như vậy, trong lòng đối với Tiêu Phàm cũng càng thêm bội phục. Chúng ta nhanh truy đuổi, nếu như để Quân Lạc chạy mất thì sẽ thất bại trong gang tấc. Trịnh Như Long vội vàng nói, trong mắt lóe lên một tia vội vàng. Yên tâm, hắn chạy không được đâu. Tiêu Phàm một mặt tự tin, nói đùa cái gì, kim sắc trùng kén còn trong cơ thể Quân Lạc, nếu như còn để hắn chạy vậy thì quá mất mặt rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm nhìn về phía Trịnh Như Long nói, người đụng chạm đến ngưỡng cửa ý hay chưa? Trước đó may mắn chạm đến. Trịnh Như Long không biết Tiêu Phàm có ý gì, bất quá vẫn là không chút do dự nói. Chỉ là không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy lời hắn, tay phải lấy ra mấy tinh thể quang mang chớp lóe, tiện tay ném cho Trịnh Như Long nói, người mau chóng đột phá chiến hoàng cảnh a. Căn bản không cho Trịnh Như Long cơ hội cự tuyệt, sát ý khủng bố trên người Tiêu Phàm tỏa ra, hồn thú bốn phía lập tức bị dọa đến điên cuồng chạy trốn. Trong lòng Trịnh Như Long giật mình, có vài đầu hồn thú cách hắn chỉ có vài chục trượng hắn vậy mà không có phát hiện, nếu như không phải Tiêu Phàm, bản thân há không phải chết không có chỗ chôn. Đa tạ đại sư huynh. Trịnh Như Long hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ, cảm kích nói ra. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ốc còn không mang nổi mình ốc. Bắt đầu nướng chín thịt kim văn xạ ăn. Trịnh Như Long hít sâu một hơi, ngồi tại chỗ bắt đầu tu luyện, mấy viên hồn tinh thất giai đã đủ để hắn đột phá đến chiến hoàng cảnh. Ngày thứ hai, thời khắc luồng dạng đông thứ nhất nhập đại địa, trên người Trịnh Như Long rốt cục cũng tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc tựa như giang hà vỡ đê, phát ra thanh âm long long. Rốt cục cũng đột phá, Tiêu Phàm mỉm cười, lại chờ đợi nửa canh giờ Trịnh Như Long mới mở hai mắt, hướng về phía Tiêu Phàm cung bái nói, đa tạ đại sư huynh. Tốt, người cũng ly khai sơn cốc này đi. Tiêu Phàm phủi mông một cái, đứng dậy. Đại sư huynh, ta đi cùng ngươi. Trịnh Như Long chỗ nào không hiểu ý nghĩ lời nói của Tiêu Phàm, đây là chuẩn bị bỏ rơi hắn mà, hắn không muốn để cho Tiêu Phàm một mình mạo hiểm đi. Đi với ta, ngươi sẽ ngán chân ta. Tiêu Phàm lắc đầu, Mê Vũ Lâm tuyệt đối không đơn giản. Quan Tiểu Thất, Phong Lang cùng Tiểu Kim đều có thể thua ở bên trong, huống chi Trịnh Như Long này. Thật đúng là không phải Tiêu Phàm cố ý đả kích Trịnh Như Long, mà là hắn thực không muốn Trịnh Như Long bị bản thân liên lụy. Nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt Trịnh Như Long có chút ảm đạm, hắn hận bản thân thực lực quá thấp, nếu là người khác nói lời này, hắn có lẽ còn khịt mũi coi thường. Chiến hoàng cảnh còn ngán chân, đây cũng quá coi thường hắn rồi. Bất quá, nói lời này là Tiêu Phàm, Trịnh Như Long cũng không dám phản bác. Hắn đúng là chiến hoàng cảnh, nhưng nếu Tiêu Phàm muốn giết hắn có lẽ chỉ cần một chiêu, đây chính là chênh lệch. Được rồi, người còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đi tìm Chu Linh đi. Mà các ngươi lại là tấm gương linh điện, ta nghĩ đại trưởng lão cũng không muốn các ngươi có bất kỳ việc gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm vỗ bả vai Trịnh Như Long nói, đại trưởng lão trong miệng hắn dĩ nhiên chính là Hướng Vinh. Trịnh Như Long hít sâu một hơi gật đầu, sau đó cùng Tiêu Phàm rời sơn cốc, tại bên ngoài sơn cốc chia tay. Nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm rời đi, Trịnh Như Long chậm chạp nói, Tiêu Phàm. Người vĩnh viễn là đại sư huynh của Trịnh Như Long ta. Tiêu Phàm cấp tốc hướng về chân trời lao đi, bên trong có thể cảm ứng được phương hướng kim sắc trùng kén. Trong lòng Tiêu Phàm cũng cảm khái không thôi, ai có thể ngờ đến cứu bọn Quan Tiểu Thất, cuối cùng lại là trùng hoàng huyết sát cổ trùng. Sự thật chính là kỳ diệu như vậy, bên trong U Minh, đều có nhân quả. Tiểu tử này tốc độ thật đúng là không chậm. Sau 3 canh giờ, Tiêu Phàm dừng lại trên lưng một ngọn phong sơn bên ngoài mấy trăm dặm ngắm nhìn phương xa. Tại 1-2 dặm bên ngoài là một mảnh cổ lâm to lớn, bốn phía cổ lâm tràn ngập sương mù căn bản nhìn không thấu. Dù là hồn lực cũng thẩm thấu không vào ở gần mê vụ, hồn lực trong nháy mắt bị tiêu tán không còn. Còn đáng sợ hơn hủ thực chi lực, đây chính là Mê Huyễn Lâm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được kim sắc trùng kén. Đây là một loại linh hồn ấn ký đến từ sâu bên trong,
không có quan hệ gì với hồn lực. Loại cảm giác này Tiêu Phàm cũng nói không rõ, bất quá hắn tin tưởng trực giác bản thân, cũng càng thêm tin tưởng Bạch Thạch, dù sao là Bạch Thạch khiến trùng hoàng huyết sát cổ trùng cùng hắn sinh ra loại cảm giác này. Tiêu Phàm như là viên hầu, từ sườn núi phía trên nhảy vọt xuống, trên cành cây cổ thụ phi nhanh, mấy chục giây thời gian Tiêu Phàm liền xuất hiện ở vị trí Mê Huyễn Lâm. Vẻn vẹn do dự một chút, Tiêu Phàm liền đi vào. Mặc dù trong lòng hắn có cỗ bất an, nhưng vì bọn tiểu kim, cho dù nguy hiểm hắn cũng không do dự. Tiến vào Mê Huyễn Lâm, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, mùi thơm không phải rất đậm nhưng lại thấm vào ruột gan, để cho người ta nhìn không được hít sâu mấy khẩu. Bất quá lông mày Tiêu Phàm nhíu chặt, bên trong khu cổ địa này, u ám xâm lâm đều sẽ tràn ngập khí tức thối nát cùng mục nát, khí tức mảnh rừng này lại thơm ngát vô cùng. Sự tình khác thường tất có yêu, đạo lý này Tiêu Phàm vẫn minh bạch, vội vàng triệu hồi u linh chiến hồn, bao phủ toàn thân. Chỉ một thoáng, bên trong u linh chiến hồn tràn ngập từng tia xương trắng, đem xương mù Tiêu Phàm vừa mới hít vào bước ra ngoài thân thể. Thuốc mê, trong lòng Tiêu Phàm run lên, sắc mặt hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ xương mù bên trong Mê Huyễn Lâm đều là thuốc mê? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế. Trước đó tại phía trên ngọn núi kia dò xét Mê Huyễn Lâm, mặc dù không phải rất lớn nhưng cũng có khoảng 10 dặm xung quanh. 10 dặm xung quanh tất cả đều là thuốc mê, hơn nữa tụ mà không tiêu tan, đây cũng quá quỷ dị. Mang theo nghi hoặc, Tiêu Phàm chậm rãi hướng vào bên trong Mê Huyễn Lâm đi đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm đi rất chậm, xương trắng bên trong Mê Huyễn Lâm lượn lờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được hai trượng đồ vật, hơn nữa xương trắng này có lực ăn mòn cường đại, hồn lực đều có thể bị ăn mòn, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Bất quá, trong lòng hắn có một phương hướng, chính là hướng kim sắc trùng kén chỉ thị. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm xuyên qua tùng lâm, dừng lại tại một vùng bình địa. Phía trước đất bằng là một đầm nước rộng 200 trượng, xung quanh đầm nước, hơi nước lượn lờ, như mộng tựa huyễn. Quỷ dị là tại vị trí đất bằng lại không có bất kỳ sương mù nào, liếc mắt liền có thể nhìn đến phần cuối. Bất quá tâm thần Tiêu Phàm lại không có rơi vào phía trên đầm nước, mà nhìn thấy cạnh đầm nước có mấy bóng người, sát ý lạnh như băng từ trên người Tiêu Phàm lặng lẽ mà ra. Quân Lạc, người thật là không có khiến ta thất vọng. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, sát ý lạnh thấu xương tràn ra. Trừ Quân Lạc ra còn có mấy người, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra hai người, chính là Sử Vô Pháp cùng Lý Đạo Hiên. Chỉ là Lý Đạo Hiên giờ phút này lại bị trói gô, bị phong ấn tu vi, vứt trên mặt đất. Tiểu Kim, Tiểu Ngũ và Tiểu Lang đâu? Tiêu Phàm nhíu mày, liếc nhìn bốn phía lại không có phát hiện ba bóng dáng bọn Tiểu Kim. Nhìn Quân Lạc miệng lớn thở phì phò. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng lại, cười lạnh nói, xem ra, Quân Lạc cũng không ngốc, biết rõ quấn một vòng lớn mới đi tới nơi này, sợ ta theo dõi. Quân Lạc, chúng ta bắt bọn quan tiểu thất, người đến nơi này làm cái gì? Sử Vô Pháp nhìn thấy Quân Lạc há mồm thở dốc, sắc mặt không phải dễ nhìn, còn người thâm thúy liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm cái gì? Sử Vô Pháp thật đúng là không phải cảnh giác bình thường, trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng. Nếu như không phải không có phát hiện tung tích quan tiểu thất, Tiêu Phàm đã sớm xông lên đại đồ sát. Ta tới làm cái gì? Chết rồi, Úy Càn bị Tiêu Phàm giết. Ngươi nói ta tới làm cái gì? Quân Lạc lạnh lùng nói, phẫn nộ nhìn Sử Vô Pháp nói, ngươi không phải nói Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ sao? Ngươi không phải nói Tiêu Phàm đã chết sao? Ta đều kém chút bị Tiêu Phàm hành hạ đến chết. Tiêu Phàm không chết, Sử Vô Pháp kinh ngạc nói. Toàn thân khẽ run, quan tiểu thất tức giận như thế truy sát ta, không phải bởi vì Tiêu Phàm chết sao? Trong lòng Sử Vô Pháp thập phần không hiểu, đây chính là trùng hoàng huyết sát cổ trùng đó, khoảng cách gần như vậy cho dù chiến hoàng hậu kỳ cũng trốn không thoát công kích trùng hoàng, Tiêu Phàm làm sao có thể còn sống? Hơn nữa, nếu như không phải Tiêu Phàm chết, quan tiểu thất làm sao có thể tức giận như thế? Sử Vô Pháp nghĩ không ra, những người khác cũng không hiểu. Ha ha. Tiêu sư bá làm sao phải chết? Sử Vô Pháp, ngươi quá đề cao bản thân, ngươi là tên xúc sinh mặt người giả thú, nếu như không phải Tiêu sư bá cứu, ngươi đều đã bị huyết sát cổ trùng giết chết. Lý Đạo Hiên nằm trên mặt đất ngửa đầu cười to, cười cực kỳ buồn bã.
hắn chưa bao giờ nghĩ đến Sử Vô Pháp vậy mà sẽ thiết kế hãm hại Tiêu Phàm đã cứu bọn hắn. Đến ân nhân đều hạ thủ được, huống chi những người khác đây. Trong lòng Lý Đạo Hiên ảo não vô cùng, hắn bản thân một mực kính sợ Sử Vô Pháp, coi Sử Vô Pháp là một trong những người tôn kính nhất trong lòng. Nào sẽ nghĩ đến Sử Vô Pháp vậy mà không bằng heo chó. Ta đã nói, ta chưa từng muốn Tiêu Phàm xuất thủ cứu giúp. Sử Vô Pháp cười lạnh nói, một cước đem Lý Đạo Hiên đá ra mấy mét, nếu như không phải ngươi còn có chút tác dụng, hiện tại đã làm thịt ngươi rồi. Không sợ nói cho ngươi biết, ta sở dĩ trộm trùng hoàng huyết sát cổ trùng vốn là vì ứng phó Tiêu Phàm. Chỉ là không nghĩ tới, thời điểm chúng ta đang cùng huyết sát cổ trùng chiến đấu, Tiêu Phàm vậy mà sẽ quỷ dị xuất hiện, nếu hắn cố ý đi tìm cái chết, ta sao không tác thành cho hắn. Sử Vô Pháp lại bổ sung một câu, trên mặt lộ ra tia băng lãnh. Vì ứng phó ta, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, con người u sâm, đen kịt rung động một cái, Sử Vô Pháp này lòng dạ thật đúng là không phải sâu bình thường. Ngươi hỗn trướng, Tiêu sư bá không chết, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, người kế tiếp chết chính là ngươi. Lý Đạo Hiên ra sức giống giận. Không chết, ta liền khiến hắn chết một lần nữa. Sử Vô Pháp cười lạnh nói, trừ quan tiểu thất không biết tung tích, tiểu lang cùng tiểu kim trốn vào đáy hồ này. Hàn khí đầm nước này cho dù chiến hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc chịu được, ta xem bọn chúng có thể chịu đựng bao lâu. Tiêu Phàm hắn không phải trọng tình trọng nghĩa sao? Chỉ cần bắt được bọn chúng, ta xem hắn có thể vì huynh đệ mà tự sát hay không. Ha ha, Sử Vô Pháp tùy tiện cười lớn, mặc dù không thể làm gì được Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần bắt được huynh đệ của Tiêu Phàm, còn sợ Tiêu Phàm không tự chui đầu vào lưới sao. Tiêu Phàm hơn 10 trượng bên ngoài, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, Sử Vô Pháp này tâm tư thật đúng là ác độc, trừ Nam Cung Thiên Giật ra thì Sử Vô Pháp chính là kẻ thứ hai. Bất quá, hắn trong lòng cũng cảm thấy may mắn. Quan tiểu thất, Phong Lang cùng tiểu kim cũng không rơi vào trong tay Sử Vô Pháp. Quan tiểu thất chạy trốn, nghe thấy Sử Vô Pháp nói, Quân Lạc biến sắc, Tiêu Phàm khủng bố, hắn tận mắt chứng kiến, tra tấn Trịnh Như Long mà Tiêu Phàm còn hung tàn như vậy, nếu biết rõ bọn hắn tại tính toán quan tiểu thất, Tiêu Phàm há không phải muốn liều mạng. Chủ yếu nhất là quan tiểu thất là ai, đây chính là đồ đệ Hỏa Hoàng đó, nếu để cho Hỏa Hoàng biết đám người dám giết đồ đệ hắn. Bản thân bọn họ còn có thể sống sao? Phải biết, Hỏa Hoàng nổi danh rất bao che cho người mình. Khẳng định hắn còn ở bên trong phiến mê huyễn lâm, bất quá tiểu tử kia rất quỷ dị, thuốc mê đối với hắn vô dụng. Sử Vô Pháp mặt âm trầm, hắn cũng biết rõ hậu quả khi không bắt được quan tiểu thất. Bất quá một người khác cùng sủng vật Tiêu Phàm lại trúng thuốc mê, mặc dù trốn vào đáy đầm nhưng khẳng định cũng trốn không thoát. Đúng rồi. Người mới vừa nói người bị Tiêu Phàm tra tấn chết đi sống lại, vậy ngươi làm thế nào xuất hiện ở nơi này? Nói đến đây, sắc mặt Sử Vô Pháp hơi đổi một chút, một tia quang mang lăng lệ nhìn về phía Quân Lạc. Sử Vô Pháp, ngươi hoài nghi ta sao? Quân Lạc sầm mặt lại, sát khí nặng nề. Bị Tiêu Phàm tra tấn, trong lòng hắn vừa vặn ẩn chứa một cỗ lệ khí không chỗ phát tiết, hét lớn, ngươi cũng đừng quên, ta là người đại đế tử. Người Sử Vô Pháp người muốn giết là Sở Khinh Cuồng, người ta muốn giết lại là Tiêu Phàm. Ta đây không biết, ta nhớ kỹ ngươi là người Linh Điện, mặc dù Phong Minh cùng Đế Minh hợp tác nhưng ngươi đừng quên, Phong Minh không cần Đế Minh ngươi quản. Sử Vô Pháp đối chọi, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, nếu như trước đó ta còn không đặc biệt muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng hiện tại, ta cũng có hứng thú rồi. Ngươi cũng muốn giết ta sao? Cũng đúng lúc này. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, Tiêu Phàm biết được Tiểu Kim, Phong Lang cùng quan tiểu thất không có việc gì, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Về phần Lý Đạo Hiên, Tiêu Phàm tin tưởng Sử Vô Pháp không có giết chết hắn, chắc hẳn phải có đồ vật hắn kiêng kỵ, dù sao sư tôn Lý Đạo Hiên là thất phẩm luyện dược sư Lê Ngự, phía sau là luyện dược sư công hội. Nghe thấy thanh âm Tiêu Phàm, Quân Lạc theo bản năng run một cái, sắc mặt Sử Vô Pháp khẽ hơi trầm xuống. Nhưng còn chưa tới cấp độ kinh hãi. Tiêu Phàm, những người khác càng gọi thẳng danh tự Tiêu Phàm, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta rõ ràng. Quân Lạc kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bước chân một trận phù phiếm, không khỏi rút lui mấy bước. Trước đó bị Tiêu Phàm tra tấn, bên trong Quân Lạc thực chất đối với Tiêu Phàm tràn ngập một loại sợ hãi. Sử Vô Pháp hơi hơi nhíu mày,
Quân Lạc dù sao cũng là tu vi chiến hoàng cảnh, vậy mà sợ hãi như vậy, bị Tiêu Phàm dọa sợ mất mật, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Rõ ràng vòng một vòng lớn đúng không? Tiêu Phàm cắt ngang Quân Lạc nói, ta ta cười một tiếng. Ngươi, Quân Lạc càng thêm sợ hãi, hắn đã liên tục xác định phía sau không người mới có thể tới Mê Huyễn Lâm, Tiêu Phàm làm sao có thể theo kịp hắn. Sử Vô Pháp liếc mắt liền có thể nhìn ra Quân Lạc không nói dối, chỉ là cảm thấy kinh ngạc thủ đoạn quỷ dị của Tiêu Phàm. Ngươi cố ý thả ta đi, chính là muốn theo dõi ta. Quân Lạc trong nháy mắt minh bạch cái gì, sau đó lại kinh ngạc nói, không đúng, ngươi làm sao biết rõ ta sẽ đến Mê Huyễn Lâm. Quân Lạc thật đúng là nghĩ không ra, nếu như bản thân trực tiếp tìm kiếm Nam Cung Thiên Giật thì sao? Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng sẽ cùng đi tìm cái chết? Điều này rất khó sao? Tiêu Phàm khinh thường nói, hắn cũng không để ý trả lời vấn đề này, lại nói, thứ nhất, ngươi đem sự tình Nam Cung Thiên Giật cùng Sử Vô Pháp bọn hắn nói cho ta biết, nhưng từ đầu tới đuôi ngươi chỉ nói tên một chỗ, một địa danh ngươi có thể đến. Là cái này, Quân Lạc một mặt không tin. Còn chưa đủ à? Sử Vô Pháp chen lời nói, lạnh lùng nhìn Quân Lạc liếc mắt, ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ, ngươi sở dĩ đến địa danh này, bởi vì trong lòng ngươi muốn hướng nơi này. Cổ địa bí cảnh rất lớn, vì sao địa phương khác ngươi không nói, hết lần này tới lần khác đều nhắc tới Mê Huyễn Lâm. Trong lòng Sử Vô Pháp rất khó chịu, mặc dù hắn cũng không e ngại Tiêu Phàm, nhưng cũng không nghĩ sẽ chính diện đối mặt Tiêu Phàm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Tiêu Phàm không chút hoang mang nói. Nguyên nhân gì, Quân Lạc không cần nghĩ ngợi hỏi. Ngươi không biết hướng đi của Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, trở nên vô cùng băng lãnh, nói nhảm nhiều như vậy cũng chẳng làm gì. Quân Lạc, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không bắt được. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thúc giục kim sắc trùng kén trong thể nội Quân Lạc. A Quân Lạc hét thảm, ôm đầu xuyên loạn. Trên người đột nhiên toát ra rất nhiều bọng máu, trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người bắt đầu nhanh chóng thối nát, một loại khí tức mục nát hôi thối từ trên người tràn ngập ra. Đây là cái quỷ gì? Tu sĩ khác thấy vậy, sắc mặt nhao nhao đại biến. Giết người bất quá đầu chạm đất, Quân Lạc chết cũng quá đáng sợ rồi. Cứu ta, cứu ta! Quân Lạc máu me khắp người, tại mặt đất bò sát, không ngừng hướng về bọn Sử Vô Pháp, thanh âm hắn cực kỳ suy yếu. Trong lòng hối hận tới cực điểm. Thế nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nói một không có hai, lần trước Tiêu Phàm buông tha hắn có nói qua, còn có lần sau, người sẽ chết rất khó coi. Tiêu Phàm nổi danh hung ác, cùng hắn cầu tình là vô dụng. Quân Lạc đành phải bắt lấy cái phao cứu mạng cuối cùng Sử Vô Pháp, nhưng Sử Vô Pháp lại tránh như bọ cạp, thật sự là bộ dáng Quân Lạc quá đáng sợ. Sau ba hơi thở, Quân Lạc nhảy nhót mấy lần liền triệt để không có âm thanh. Chết rồi, con người đám người Phong Minh co rụt lại, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, thậm chí ngay cả hồn lực trên người hắn đều không có bất luận cái gì ba động, Tiêu Phàm tra tấn Quân Lạc như thế nào. Sử Vô Pháp híp hai mắt, tựa như phát hiện cái gì, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Hô, cũng đúng lúc này một đạo thân ảnh động. Chỉ thấy Quân Lạc đã chết đi đột nhiên giống như là con sói đói nhào về phía Sử Vô Pháp. Xác chết vùng dậy, những người khác nhao nhao kêu sợ hãi, một người chết đi làm sao có thể còn sống lại đây. Huyết sát cổ trùng, Tiêu Phàm, người vậy mà khống chế trùng hoàng huyết sát cổ trùng. Sử Vô Pháp sợ hãi nói, hắn vẫn luôn bảo trì bình tĩnh, giờ khắc này rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là trùng hoàng đấy. Một khi tiến vào bên trong nhân thể, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tước đẩy ra, Tiêu Phàm vậy mà có thể khống chế trùng hoàng. Nếu như thực sự là dạng này, bọn hắn những người này đoán chừng đều phải chết ở chỗ này, hơn nữa hạ tràng cực kỳ thê thảm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Sử Vô Pháp bản năng một trường nghênh lên, chỉ là vừa mới vung ra một trường, hắn liền hối hận, nếu như Tiêu Phàm thật có thể khống chế huyết sát cổ trùng trùng hoàng, cái kia. Oanh! Không chờ hắn kịp suy nghĩ, Quân Lạc cùng Sử Vô Pháp một trường đối kích tại cùng một chỗ, bốn phía nhấc lên một trận gió lốc đáng sợ, thi thể Quân Lạc tức thì bị một trường Sử Vô Pháp đánh thành huyết vụ. Bất quá, tại thời khắc hai đạo trường cương đụng vào nhau, một đạo kim sắc quang mang ở giữa trường cương của Quân Lạc bắn vào bên trong cánh tay Sử Vô Pháp. Ân,
Sắc mặt Sử Vô Pháp hoàn toàn thay đổi, hắn rõ ràng một chưởng chấn vỡ Quân Lạc, vì sao một cỗ cảm giác đau đớn lại từ trên cánh tay truyền đến. Trùng Hoàng, ý niệm trong đầu Sử Vô Pháp nháy mắt lóe qua, sau một khắc, tay trái xuất hiện một chuôi trường kiếm, kéo một cái kiếm hoa. Phốc, máu tươi vẩy ra, mang theo một cái tay cụt bay về phía không trung, ngay tại lúc đó, thân hình Sử Vô Pháp cấp tốc lui lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một màn này phát sinh chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phàm cũng nhất thời không phản ứng kịp, hắn thấy kén kim sắc trùng thao túng thi thể Quân Lạc, cho dù không phải đối thủ Sử Vô Pháp nhưng cũng có thể chống đỡ một hai chiêu. Đến thời điểm lại để cho kim sắc trùng kén tiến vào thể nội Sử Vô Pháp, khiến hắn cũng hảo hảo cảm giác đau đớn khi huyết nhục bị thôn phệ. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến thực lực Sử Vô Pháp cường hãn như thế, một chưởng liền đánh giết thi thể Quân Lạc. Điều này cũng không quan trọng, bởi vì Tiêu Phàm cũng không quan tâm thi thể Quân Lạc, bởi vì chỉ cần kim sắc trùng kén có thể tiến vào thể nội Sử Vô Pháp liền được. Tiêu Phàm nào sẽ nghĩ đến, Sử Vô Pháp quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế, một kiếm chặt đứt cánh tay mình. Lúc ấy trùng hoàng huyết sát cổ trùng tiến vào thể nội, hắn làm sao lại không nghĩ tới chặt đứt cánh tay tránh thoát trùng hoàng công sát đây. Độc tâm, không thể không nói, Sử Vô Pháp khiến Tiêu Phàm đều lau mắt mà nhìn. Tên này tuyệt đối là một ngoan nhân, dù là Tiêu Phàm ở phương diện này cũng không bằng. Bởi vì trên người Sử Vô Pháp, Tiêu Phàm nhìn không được bất luận tình cảm gì, có chăng chỉ có một loại coi thường cùng vô tình, cùng hắn trước đó hoàn toàn như hai người khác nhau. Xem ra ta còn chưa đủ ác, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng phải hung ác. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, địa vị Sử Vô Pháp trong lòng hắn trong nháy mắt lên cao gần với Nam Cung Thiên Giật. Trừ Nam Cung Thiên Giật, Sử Vô Pháp là đối tượng tất sát thứ nhất. Tiêu Phàm, mối thù chặt tay, ngày sau lại báo. Con người Sử Vô Pháp cực kỳ băng lãnh, không có bất kỳ vẻ thống khổ, tựa như cánh tay gãy không phải của là của hắn. Để lại một câu nói, Sử Vô Pháp lách mình tại chỗ biến mất, về phần người Phong Minh, hắn căn bản không cố kỵ chút nào. Minh chủ, những người khác bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đến Sử Vô Pháp đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, bọn họ tất nhiên càng không phải. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa nhìn bọn hắn, con người gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Sử Vô Pháp rời đi, dùng thanh âm bản thân hắn mới có thể nghe được nói yên tâm, ta chờ ngươi. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Sử Vô Pháp để lại một câu nói liền bỏ trốn mất dạng, thực lực Sử Vô Pháp rõ ràng rất mạnh, dù là Tiêu Phàm cũng đã chuẩn bị liều mạng một trận. Sử Vô Pháp vậy mà trực tiếp chạy trốn. Tiêu Phàm có chút không phản ứng kịp. Bất quá Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch cách làm người của Sử Vô Pháp, người này mặc dù âm hiểm độc ác, thực lực bất phàm nhưng không có tuyệt đối nắm chắc trước, sẽ không xuất thủ. Mối thù chặt tay nếu là đổi lại là một người khác, đoán chừng đã sớm tìm Tiêu Phàm liều mạng. Nhưng Sử Vô Pháp lại nhẫn xuống, phần ẩn nhẫn này cùng người khác không thể so sánh, khó trách hắn trở thành Chiến Hồn Học Viện đệ nhất Minh Phong Minh Minh Chủ. Ngoan tuyệt. Thực lực, quyết đoán, những thứ này của Sử Vô Pháp đều đầy đủ, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Hồi lâu, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một đạo kim sắc quang mang từ bên trong tay cụt của Sử Vô Pháp gào thét mà ra, kim sắc trùng kén lập tức tiến vào bên trong hồn hải. Sau đó thu hồi con ngươi, nhìn về phía 10 tu sĩ Phong Minh. Tu sĩ Phong Minh lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền Sử Vô Pháp cũng bị dọa đến chạy trốn. Bọn hắn những người này sao có thể là đối thủ Tiêu Phàm? Trốn, không phải bọn hắn không nghĩ tới, thế nhưng trên người Tiêu Phàm phát ra sát ý quá đáng sợ, ai trốn, người đó liền chết. Tiêu sư bá, đột nhiên Lý Đạo Hiên nằm trên mặt đất kêu lên. Ngươi lại vì bọn hắn cầu tình, còn người Tiêu Phàm băng lãnh quét về phía Lý Đạo Hiên. Lý Đạo Hiên trầm mặc, hít sâu một hơi nói, chúng ta đều không ngờ đến Sử Vô Pháp lại đối phó Tiêu sư bá. Trước đó là ta có mắt không tròng, các vị sư huynh đệ, sư tỷ sư muội cũng đều không biết Sử Vô Pháp sẽ làm như vậy. Đúng vậy, Tiêu Phàm, chúng ta cũng không biết Sử Vô Pháp là người vong ân phụ nghĩa, chúng ta có mắt không tròng. Lý sư huynh nói đúng, chúng ta cũng là trước đó mới phát hiện, Sử Vô Pháp muốn đối phó Tiêu sư huynh, nếu như sớm biết chúng ta sẽ không theo Sử Vô Pháp cùng một chỗ. Cầu Tiêu sư huynh tha chúng ta một mạng. Nghe thấy Lý Đạo Hiên nói, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu xin khoan dung, còn có mấy người trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo liếc mắt quét bọn hắn, hắn cũng biết, không phải tất cả mọi người biết rõ mục tiêu Sử Vô Pháp, dù sao tất cả mọi người Phong Minh cũng không phải là một lòng. Nhưng ở trong đó khẳng định cũng có người của Sử Vô Pháp, có lẽ Sử Vô Pháp cũng cực bản thân không dám diệt mười mấy người này. Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, đây không phải chuẩn tắc làm người của Tiêu Phàm. Có thù báo thù, có ân báo ân mới là Tiêu Phàm. Tiểu Lang và Tiểu Kim đâu? Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi sát ý, một chỉ bắn ra lập tức phá vỡ phong ấn thể nội Lý Đạo Hiên, những cái dây thường tự nhiên trói không được hắn. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, mười mấy người Phong Minh cũng buông lỏng một hơi, bản thân xem như nhặt về một cái mạng. Tiểu Lang và Tiểu Kim trúng thuốc mê, tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn nhảy xuống đầm nước. Về phần Quan Tiểu Thất lại không biết tung tích, thuốc mê nơi này không làm gì được hắn. Lý Đạo Hiên nói ra, chúng ta là bởi vì sớm ăn giải dược cho nên mới không bị thuốc mê ảnh hưởng. Ánh mắt Tiêu Phàm chuyển hướng tới đầm nước đang bốc hơi hơi nước, một loại hàn ý thấu xương đập vào mặt. Hàn khí này thậm chí so với hàn khí phía dưới sông băng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều còn đáng sợ hơn. Đoán chừng liền chiến hoàng cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Về phần Quan Tiểu Thất vì sao không bị thuốc mê ảnh hưởng, trong lòng Tiêu Phàm cũng rõ ràng. Bởi vì Quan Tiểu Thất hàng năm lấy linh dược làm thức ăn, mặc dù không đạt tới bách độc bất xâm, nhưng độc dược thật đúng là không làm gì được hắn. Quan Tiểu Thất không việc gì, mấu chốt là cứu Tiểu Kim cùng Phong Lang, nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại hỏi, bọn hắn xuống dưới bao lâu? Khoảng 3 canh giờ. Lại có tu sĩ mở miệng nói, giờ phút này có thể nịnh nọt Tiêu Phàm, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm gật đầu, 3 canh giờ. Nghĩ đến lấy thực lực Tiểu Kim cùng Phong Lang vẫn có thể chịu được, sau đó nhìn đám người Lý Đạo Hiên nói, các ngươi đi đi. Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tu sĩ khác trong lòng kích động vô cùng, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Ánh mắt về sau sáng lên chút, đi đi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hơi không kiên nhẫn. Nếu như không phải Lý Đạo Hiên là đệ tử của Lê Ngự, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý. Lý Đạo Hiên biết trong lòng Tiêu Phàm đối với hắn có chút khó chịu, tự nhiên cũng không dám lưu ở chỗ này, vội vàng cung kính nói, vâng, đa tạ Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên cho đám người Phong Minh một cái ánh mắt, nhao nhao hướng về ngoại giới bay đi, mấy hơi thở sau, phía trên đất bằng chỉ còn lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không gấp xuống thủy đàm mà đi bốn phía quanh đầm nước bắt đầu đánh giá, khi hồn lực hắn rót vào đầm nước. Lại quỷ dị tiêu tán ra, căn bản là không có cách xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, cuối cùng Tiêu Phàm minh bạch một việc, trong lòng chậm chạp nói, đầm nước này mới là nơi phát ra mê vụ mê huyễn lâm, đầm nước cực kỳ băng lãnh, nhưng lại không kết giao băng, hơn nữa ẩn chứa lực lượng băng thuộc tính nồng đậm, xem ra lần này là có thứ gì. Ta có U Linh chiến hồn, hàn ý này đối ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm phù phù một tiếng nhảy xuống đầm nước, bọt nước tóe lên cao mấy thước. Đầm nước phía dưới vô cùng u ám, căn bản không có tia sáng, hồn lực lại không cách nào ly thể, ánh mắt Tiêu Phàm bị ngăn cản. Cũng may U Linh chiến hồn vốn là loại chiến hồn âm ám thuộc tính, điểm ấy hàn ý còn không làm gì được hắn, thậm chí U Linh chiến hồn còn hấp thu năng lượng băng thuộc tính trong đầm nước. Cuồn cuộn hồn lực bị U Linh chiến hồn hấp thu. Vòng xoáy hắc sắc bên trong hồn hải điên cuồng xoay tròn, vô số hồn lực chiếu nghiêng xuống. Năng lượng thật là tinh thuần. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, năng lượng băng thuộc tính nhất định chính là vật đại bổ cho U Linh chiến hồn. U Linh chiến hồn bây giờ chỉ là thất phẩm chiến hồn, muốn đột phá bát phẩm liền cần vô tận hồn lực, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Dù sao nơi này cũng không nhìn thấy Phong Lang cùng Tiểu Kim. Còn không bằng trước thôn phệ năng lượng băng thuộc tính, nếu như Tiểu Kim cùng Phong Lang có phát hiện, có lẽ còn sẽ tìm tới nơi này. Năng lượng băng thuộc tính khổng lồ đều bị U Linh chiến hồn chuyển hóa thành hồn lực, năng lượng này vốn rất tinh khiết, lại qua kim sắc trùng kén rèn luyện, cơ hồ có thể đạt tới cực hạn chiến hoàng cảnh. Theo thời gian đưa đẩy, hồn lực thể nội Tiêu Phàm đã đạt tới cực hạn chiến hoàng cảnh sơ kỳ, thậm chí còn muốn đột phá chiến hoàng cảnh trung kỳ. Không được. Còn chưa lĩnh ngộ nhị trọng ý cảnh, tận lực áp chế tu vi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đình chỉ luyện hóa hồn lực. Mặc dù đột phá chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng đồng dạng có thể lĩnh ngộ sát ý,
hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý, nhưng tại chiến hoàng cảnh trung kỳ lĩnh ngộ ý cảnh, độ khó lớn hơn rất nhiều so với chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Về phần nguyên nhân, Tiêu Phàm cũng rõ ràng, chỉ là cảm giác cảnh giới càng mạnh càng tiếp cận thiên địa linh khí thì càng rời xa thế cùng ý cảnh. Ông, đột nhiên phát sinh sự tình quỷ dị, chỉ thấy bên trong hồn hải Tiêu Phàm, một đạo kim sắc quang mang nở rộ mà ra, sau một khắc, bốn phía cuồn cuộn năng lượng băng thuộc tính điên cuồng hướng về hồn hải bên trong dũng mãnh lao tới. Cái này không phải là u linh chiến hồn thôn phệ, mà là kim sắc trùng kén bên trong hồn hải. Đây là, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên người kim sắc trùng kén, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Kim sắc trùng kén điên cuồng cắn nuốt năng lượng băng thuộc tính bên trong hắc đàm, thân thể như hạt gạo lớn nhỏ vậy mà tại chậm rãi biến lớn, mặc dù không rõ ràng, nhưng xác thực sự biến lớn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn có thể cảm nhận được kim sắc trùng kén đang thay đổi mạnh, chỉ là cái này biến hóa cũng quá quỷ dị. Bốn phía năng lượng băng thuộc tính bị hấp thu sạch sẽ, đầm nước vậy mà cũng biến thành trong suốt. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động. Nếu như đem toàn bộ năng lượng băng thuộc tính bên trong vũng nước này thôn phệ sạch sẽ, há không phải tia sáng có thể bắn vào bên trong đầm nước, đến thời điểm đó muốn tìm tiểu kim còn sẽ khó sao? Nói làm liền làm, Tiêu Phàm dùng u linh chiến hồn phụ thể, quanh thân hắn trống rỗng xuất hiện hai cái vòng xoáy một vàng một đen, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng băng thuộc tính. Đối với hồn lực, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Tiêu Phàm cũng không sợ bị no bạo, chỉ là u linh chiến hồn đột phá bát phẩm, liền cần hồn lực cực kỳ đáng sợ. Huống chi, tại bên trong hồn hải còn có bạch thạch càng biến thái hơn. Thiên nhiên hồn tủy bạch thạch đều có thể nốc ừng ực, năng lượng băng thuộc tính thuần túy cũng không bằng thiên nhiên hồn tủy. Hơn nữa, kim sắc trùng kén nhìn như cực kỳ nhỏ yếu cũng có thể thôn vệ một lượng lớn hồn lực. Theo năng lượng băng thuộc tính hấp thu, Tiêu Phàm cũng có thể nhìn thấy tất cả bốn phía, vị trí hắn không sai biệt lắm cách mặt nước chừng 4 mét, nhưng mà dưới chân lại vẫn sâu không thấy đáy. Đầm nước này thật đúng là quá sâu rồi. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tiêu Phàm lại không có xu thế đình chỉ cần hấp thu hết năng lượng băng thuộc tính trong đầm nước, chuyến đi cổ địa bí cảnh lần này không về tay không. Tiêu Phàm không biết tại dưới đáy đầm nước. Phía dưới một khối nham thạch một bên gần vách đá có một cái thạch động to lớn, bên trong thạch động ẩn ẩn có một đôi con ngươi thất thải chi sắc đang theo dõi hắn. Bởi vì phía dưới đầm nước vẫn là màu xám đen, Tiêu Phàm căn bản phát hiện không được, nhưng con ngươi thất thải chi sắc lại có thể nhìn thấy hắn. Chậm rãi, con ngươi thất thải chi sắc chậm rãi từ trong thạch động dũng mãnh tiến ra, đó là một đạo thân thể thật dài, lặng yên không một tiếng động hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn không ngừng cắn nuốt năng lượng băng thuộc tính, trong lòng hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn phát hiện kim sắc trùng kén vậy mà chuẩn bị phá kén mà ra. Tiêu Phàm rất muốn biết, kim sắc trùng kén thuế biến đến cùng là thứ gì. Trải qua năng lượng bạch thạch cải tạo, tiểu kim vốn chỉ là một đầu ngũ giai hồn thú tuyết sư lại biến thành cửu giai huyết mạch hoàng kim thánh sư. Kim sắc nhộng thế nhưng là trùng hoàng huyết sát cổ trùng, dù sao cũng là thất giai tương đương với chiến hoàng cảnh nhân loại. Nó một khi thuế biến nhất định không yếu hơn tiểu kim. Đương nhiên, còn có một niềm vui ngoài ý muốn, chính là khí tức u linh chiến hồn cũng nồng đậm không ít, bát phẩm chiến hồn lại tới gần rất nhiều. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác rùng mình, u linh chiến hồn phụ thể, mặc dù ở phía dưới đầm nước không thể thi triển hồn lực, nhưng linh giác Tiêu Phàm cực kỳ đáng sợ. Rùng mình, rất lâu rồi không có loại cảm giác này. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một bóng đen như mũi tên, toàn thân đen kịt, khổng lồ uốn lượn từ dưới nước kích xạ mà tới, tốc độ nhanh như bôn lôi. Nhanh, vô cùng nhanh, không kịp thấy rõ đạo hắc ảnh kia là thứ gì, Tiêu Phàm một quyền oanh ra, thế nhưng dưới nước, tốc độ của hắn cùng thực lực đều yếu đi không ít, trong đầm nước căn bản không phát huy ra thực lực. Lúc cỗ khí thức kia nặng nề đập vào mặt, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút. Không chú ý được nhiều như vậy, mượn nhờ cỗ phản lực to lớn kia chân đạp lưu quang trích tinh bộ hướng về phía trên chạy ra. May mắn là hắn đứng ở nơi cách mặt hồ chỉ có 4 mét, hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng to lớn chấn ra khỏi mặt hồ. Nếu là tại đáy hồ, điểm ấy thời gian đoán chừng đã đủ bị quái vật kia ngược sát. Tiêu Phàm xông lên không trung, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi,
vừa rồi hắn cảm giác bị một ngọn núi đánh vào bên trong, xương cốt, bắp thịt cả người khó chịu không thôi. Hắn không dám có bất kỳ chần chờ, ở bên trong cổ địa bí cảnh căn bản là không có cách phi hành thời gian dài, vội vàng hướng bờ đất bằng bay đi. Giống cũng đúng lúc này một cỗ giống giận rung trời từ mặt hồ truyền đến, Tiêu Phàm nhìn lại, trong lòng phát lạnh một trận. Đó là một đầu mãng xà to lớn dài đạt 3-40 mét, xông thẳng cửu tiêu. Lúc Tiêu Phàm nhìn thấy, nó vừa lúc xông ra mặt nước, thân thể kia so với đầm nước còn lớn hơn, che kín vảy màu đen, lân phiến tỉ mỉ, lóe ra u quang sắc bén. Mà ở phần bụng to lớn của mãng xà mọc ra 4 cái móng vuốt lăng lệ, phía trên lưng nó có một chút hắc sắc lân vũ, giống như tơ lụa, thuận hoạt vô cùng, giọt nước đều tiêm nhiễm không được. Mẹ bà, đây đâu phải mãng xà, đây là giao long mà. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, dưới chân càng thêm nhanh nhẹn không ít. Hắn trái tim phù 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 nhảy lên, trong lòng lạnh tới cực điểm. 4 cái móng vuốt lăng lệ còn có hình thể cực đại, ngoại hình bá đạo cùng thần long kiếp trước có chút giống nhau, chỉ là thiếu khuyết long giác mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm trong nháy mắt nhận ra giao long, nếu như nắm giữ long giác, vậy chính là chân long rồi. Cho dù tại chiến hồn đại lục, long cũng là tồn tại chí tôn vô thượng, cực ít xuất hiện ở thế gian, cho dù là giao long cũng cực kỳ hiếm thấy. Giao long yếu nhất đều nắm giữ huyết mạch bát giai hồn thú, hơn nữa, giao long này khí thế so với hắn không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, mình lấy cái gì đi liều đây. Hơn nữa, giao long không phải chủng tộc khác có thể so sánh, vô luận là giao hay là long, bọn chúng cũng có năng lực biến dị, có khả năng khác biến thành chân long. Điều này tương đương với một quá trình tiến hóa. Nhìn thấy con người thất thải chi sắc của giao long, thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, tự nhủ, bát phẩm hồn thú thiên huyễn huyền thủy giao, khó trách có thể chế tạo mê vụ, không đúng, móng vuốt nó chỉ có 3 cái móng vuốt, vẫn chỉ là giao, chưa thuế biến thành giao long. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, nếu như chỉ là giao mà nói, có lẽ còn có cơ hội ra sức đánh cược một lần. Giống. Thiên huyễn huyền thủy giao gầm thét, lực lượng cuồng bá bộc phát ra, bên trong đầm nước đột nhiên kích xạ ra từng cột nước, hóa thành từng chuôi lợi kiếm hướng Tiêu Phàm chém tới. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh đã xuất hiện ở trên đất bằng cạnh đầm nước, bởi vì hắn ngay từ đầu không có cách bờ quá xa. Thời khắc kiếm nước kia sắc bén đánh tới, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, tại mặt đất lật nhào một cái, lóe ra xa mười mấy mét vừa lúc tránh thoát một kiếp. Tiêu Phàm tâm đã nâng lên đến cổ họng, dù là thiên huyễn huyền thủy giao chưa từng biến thành giao long, đó cũng là thất giai hậu kỳ, thậm chí thực lực thất giai đỉnh phong. Thất giai đỉnh phong đại biểu cái gì Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là tương đương với nhân loại chiến hoàng cảnh đỉnh phong đó, hơn nữa lấy nhục thân thiên huyễn huyền thủy giao cùng sức mạnh công kích đã tương đương với thực lực hoàng phủ chiến hoàng. Tiêu Phàm rất muốn chạy nhưng hắn phát hiện, bốn phía mê vụ quay cuồng. Còn người thiên huyễn huyền thủy giao lạnh lùng theo dõi hắn, căn bản không cho hắn bất luận cơ hội chạy trốn. Xem ra lần này thật phải liều cái mạng già. Tiêu Phàm rút tu la kiếm, hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng lẩm bẩm. Tiêu Phàm lợi hại như thế nào cũng chỉ là tu vi chiến hoàng sơ kỳ, mặc dù sức chiến đấu không yếu, có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ, cho dù đối mặt chiến hoàng hậu kỳ hắn cũng không sợ. Nhưng thiên huyễn huyền thủy giao thất giai hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong trước mặt, vô luận hình thể hay là thực lực đều chênh lệch quá lớn. May mắn là hắn đã thoát khỏi đầm nước, bằng không thực chỉ có một con đường chết. Giống, thiên huyễn huyền thủy giao vừa hô, một cỗ hồn lực cuồng bạo ba động quét sạch tứ phương, bên trong thanh âm mang theo một loại công kích hồn lực, ngay tại lúc đó thiên huyễn huyền thủy giao giãy giụa thân thể cực đại, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Bốn phía đầm nước nhấc lên một trận gió lốc, thổi đến Tiêu Phàm khiến mặt mũi vặn vẹo. Tàn dương huyết, căn bản không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất, u linh chiến hồn hiển hiện, toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm dẫn ra lực lượng vô tận chiến hồn. Hủy diệt chi ý bá đạo, sát ý lăng lệ tất cả đều hiển hiện, một kích này cơ hồ là toàn bộ lực lượng của Tiêu Phàm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy lợi trảo thiên huyễn huyền thủy giao cùng huyết sắc kiếm khí đâm vào cùng một chỗ, hồn lực phong bạo cuồng bạo trực tiếp đem Tiêu Phàm chấn bay. Đây gần như là một kích toàn lực của hắn, nhưng thiên huyễn huyền thủy giao đến ngừng cũng không thèm ngừng lại một cái. Thực lực chênh lệch quá xa.
Đây chính là lực lượng thất giai đỉnh phong sao. Cùng nó so sánh chính là kiến càng lay cây. Tiêu Phàm bị lực lượng thiên huyễn huyền thủy giao làm chấn động đến tay chân nhũn ra, đầu mê muội, thân thể bay ngược đập ầm ầm vào mấy cây cổ thụ. Trong rừng truyền đến từng tiếng nổ vang, trong miệng Tiêu Phàm phun ra máu tươi. Nếu như thiên huyễn huyền thủy giao chỉ là thực lực thất giai hậu kỳ, tuyệt đối không có khả năng khiến hắn không có bất kỳ lực chống đỡ. Một kích lúc nãy tuyệt đối là chiến lực thất giai đỉnh phong, không kém gì tu sĩ tuyệt thế chiến hoàng. Cho dù là Tiêu Phàm vẫn lấy kiếm đạo làm kiêu ngạo đều không phá nổi phòng ngự của thiên huyễn huyền thủy giao, có thể thấy đối phương đáng sợ như thế nào. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn rất muốn chạy trốn, nhưng trong lòng thì lo lắng cho an nguy Tiểu Kim và Phong Lang. Bọn hắn trốn vào trong đầm nước, bây giờ đã lâu như vậy, nếu như gặp thiên huyễn huyền thủy giao này, cơ hội sống sót cực kỳ bé nhỏ. Dù Tiểu Kim là huyết mạch cửu phẩm hoàng kim thánh sư nhưng hai cảnh giới quá chênh lệch, cái hào rộng cũng tuyệt đối rất khó di bổ. Không đúng, sử vô pháp xuất lĩnh người phong minh thủ hộ trên đầm nước lâu như vậy, căn bản không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Tiểu Kim cùng Tiểu Lang hẳn không có xảy ra chuyện, ít nhất Lý Đạo Hiên sẽ không gạt ta. Tiêu Phàm trầm ngâm, nghĩ vậy, lo lắng trong lòng tiêu tán không ít. Hắn gian nan đứng dậy, nhìn thiên huyễn huyền thủy giao dài hơn mấy chục trượng, lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Oanh long long, cũng đúng lúc này thiên huyễn huyền thủy giao xuyên vào trong cổ lâm, xông thẳng đến Tiêu Phàm, nó dương nanh múa vuốt, tiếng giống rung trời. Tiếng giống kia mang theo một loại hồn lực công kích, nếu như không phải U Linh chiến hồn hộ thể, Tiêu Phàm có lẽ đã sớm trúng chiêu. Cùng thiên huyễn huyền thủy giao so sánh, ưu thế lớn nhất của ta chính là tốc độ, bên trong đầm nước bởi vì lực cản của nước nên tốc độ ta không bằng hắn, nhưng ở nơi này, luận tốc độ nó không nhất định là đối thủ của ta. Tiêu Phàm cũng không có chạy trốn, bởi vì hắn biết căn bản trốn cũng không thoát. Mê huyễn lâm chính là lãnh địa của thiên huyễn huyền thủy giao, bị người mạo phạm, nó không thể nào buông tha hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới. Chân dẫm lưu quang trích tinh bộ, thân hình tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hắn giống như rắn trườn, đi xuyên qua thân thể thiên huyễn huyền thủy giao. Hồng Trần thiếu, tu la kiếm sắc bén vung ra, kiếm khí vô hình chạm lên phần đuôi thiên huyễn huyền thủy giao, hỏa hoa hừng hực nở rộ, điên cuồng chảy ra, từng tiếng âm thanh kim loại ma sát vang lên. Thế nhưng một kiếm của Tiêu Phàm vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự lân giáp của thiên huyễn huyền thủy giao. Bên trên lưu lại mấy đạo ấn ngấn. Con mẹ nó phòng ngự kinh thật, đúng là thứ biến thái. Lân giáp vậy mà so với thất phẩm hồn binh còn cứng rắn hơn. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, lách mình hóa thành một vệt sáng phóng tới nơi xa. Đến phòng ngự đều không phá nổi, tự mình muốn giết hắn, há không phải thiên phương dạ đàm. Bị Tiêu Phàm chảm một kiếm, thiên huyễn huyền thủy giao giận tím mặt, không biết bao nhiêu năm chưa từng có người dám đả thương lân giáp của nó. Một chiến hoàng cảnh sơ kỳ nhân loại nho nhỏ lại dám khiêu khích quyền uy của nó. Long vĩ bá đạo quét ngang ra, mảng lớn cổ thụ vỡ nát, hô hô âm bạo vang lên, Tiêu Phàm cảm giác bị một đầu độc xà nhìn lấy. Hắn không dám do dự, quanh thân bốc cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, cả người như dục hỏa trọng sinh, kim sắc hỏa diễm hướng về bốn phía khuếch tán mà đến, khí tức Tiêu Phàm trong nháy mắt lên tới cực điểm. Đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm chân chính sử dụng lực lượng vô tận chiến hồn, đối mặt với thất giai đỉnh phong thiên huyễn huyền thủy giao, Tiêu Phàm rốt cuộc không có ẩn giấu thực lực nữa. Hắn cũng không dám giữ lại chút nào, trực tiếp xuất ra vương bài của mình. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý cuồn cuộn từ trên người Tiêu Phàm bộc phát lên, một dải lụa màu đỏ dập dần hiện ra, tại hư không cực tốc khuếch tán giống như một vòng tà dương, quang mang hừng hực sáng chói. Thất giai đỉnh phong lại như thế nào, Tiêu Phàm ta không sợ. Tìm đường sống trong chỗ chết, đây chính là suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, chỉ có làm thịt thiên huyễn huyền thủy giao thì hắn mới có cơ hội sống sót. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, một kiếm này đã là một kích mạnh nhất của Tiêu Phàm ẩn chứa ba loại ý cảnh, hơn nữa còn đồng thời dẫn ra lực lượng U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn. Một kiếm này trực tiếp đem hư không đều cắt đứt thành hai nửa, khí thế toàn thân Tiêu Phàm tăng vọt. Khí tức đáng sợ trên người hắn tràn ngập, giờ phút này hắn muốn cùng ông trời so khí khái. Hoa lạp lạp, huyết sắc kiếm khí cùng đuôi thiên huyễn huyền thủy giao đâm vào cùng một chỗ, mảng lớn huyết vũ huy sái, bên trong huyết sắc tàn diễm,
vô số vòng xoáy nhỏ hắc sắc gào thét, dọc theo đường vân quỷ dị chớp động. Những nơi đi qua mảng lớn huyết phủ huy sái, máu tươi tung tóe, lân giáp ngay ngắn bị bắn bay, lộ ra thân thể giao long. Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra tia hung ác, rốt cục cũng phá vỡ phòng ngự thiên huyễn huyền thủy giao, đây là một điểm tốt. Vô tận chiến hồn dung hợp chiến kỹ, uy năng vậy mà cường đại gấp bội, đáng tiếc lại gặp thiên huyễn huyền thủy giao biến thái, bằng không cho dù một kiếm giết không chết nó cũng muốn nửa cái mạng của nó rồi. Bất quá cũng tốt, để cho ta đối với sát ý lại có lĩnh ngộ mới, ẩn ẩn đụng chạm đến nhị trọng sát ý. Trong lòng Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Bất quá, hắn cũng biết thiên huyễn huyền thủy giao sẽ không cho hắn cơ hội đột phá. Quả nhiên, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, dùng tu la kiếm ngăn trở cái đuôi của thiên huyễn huyền thủy giao. Thân thể Tiêu Phàm gầy yếu làm sao có thể chịu được lực va chạm đáng sợ của thiên huyễn huyền thủy giao như thế, thân hình bay ra, trong miệng máu tươi cuồng phun. Không thể địch lại, Tiêu Phàm trên không lăn lộn mấy vòng, tại mặt đất trượt ra 20, 30 trượng mới dừng lại. Tu luyện lâu như vậy còn không có ai khiến hắn tổn thương nặng thế này, đây chính là lần đầu tiên. Trong lòng Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì e ngại, sát ý tăng vọt, chậm rãi đứng dậy, lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía thiên huyễn huyền thủy giao nơi xa. Trên người Tiêu Phàm tỏa ra sát ý, ở trong mắt thiên huyễn huyền thủy giao lại là một chuyện cười. Nhìn thấy một nhân loại tu sĩ dám một đến hai, hai đến ba lần khiêu khích quyền uy của nó, thiên huyễn huyền thủy giao cũng không lưu tình nữa, thân thể cực đại ở trong rừng khuấy động, sấm rền vang không dứt. Bên trong mê huyễn lâm tràn ngập nồng vụ, ngưng tụ thành từng đóa vân thải, nhấc lên từng đợt mưa to gió lớn đáng sợ. Giao, thể nội ẩn chứa huyết mạch chân long, chỉ là cực kỳ mỏng manh mà thôi, dù vậy chỉ cần nắm giữ huyết mạch chân long, nó liền nắm giữ vô hạn khả năng thuế biến. Giao thuế biến cùng với những hồn thú khác và chiến hồn biến dị, sau khi biến dị, tiềm lực càng cường đại hơn nhiều. Một khi thuế biến thành giao long, long huyết trong cơ thể cũng sẽ tinh khiết một chút, đương nhiên, muốn biến dị cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải trải qua vô số gian khổ. Dù sao trên đời này, có được và bỏ ra đều có quan hệ trực tiếp. Một khi giao long thuế biến thành long, liền có thể bay lượn trên trời, tung hoành thiên hạ. Tiêu Phàm rất may mắn, bản thân cũng không gặp được giao long chân chính, thậm chí chân long trong truyền thuyết, bằng không hắn đến cơ hội liều mạng cũng không có. Hắn không dám do dự, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc xuyên vào bên trong cổ lâm, chỉ là hắn trốn tránh đối với thiên huyễn huyền thủy giao mà nói vẫn chỉ là một chuyện cười. Thân thể thiên huyễn huyền thủy giao bá đạo, giống như một máy ủi đất, những nơi đi qua tất cả cổ thụ và cỏ cây đều bị san thành bình địa. Nếu như đổi lại thành một người khác, cho dù là chạy trốn cũng kiên trì không được bao lâu. Thế này không phải biện pháp tốt, thực lực chênh lệch quá xa. Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng nhanh, dù là lúc trước đối mặt Úy Nguyệt Sinh cũng không có gấp gáp như vậy. Thật sự là thiên huyễn huyền thủy giao này quá đáng sợ, đây quả thực là đang hành hạ người khác. Chỉ bằng vào thực lực của ta tuyệt đối giết không chết nó, dù là chân chính triệu hồi ra vô tận chiến hồn. Đúng rồi, kim sắc trùng kén. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Bên ngoài thiên huyễn huyền thủy giao lân giáp cứng rắn. Muốn chém giết nó vốn khó như lên trời. Nhưng phòng ngự thể nội chưa hẳn cũng như thế, nếu như bắt đầu công kích từ trong lục phủ ngũ tạng, nó không có thể phòng ngự được. Tất cả công kích của ta đều như kim châm đối với phòng ngự bên ngoài của nó, nếu như ta không công kích phòng ngự bên ngoài, có thể công kích lục phủ ngũ tạng thì sao? Tiêu Phàm lại nghĩ đến cái gì? Lúc trước khi Lâu Ngạo Thiên xuất thủ cứu hắn đã thi triển ra một kiếm, quang mang chui vào thể nội địch nhân. Sau đó kiếm khí từ thể nội đối phương gào thét mà ra, trực tiếp chém giết đối thủ. Một kiếm kia căn bản khó lòng phòng bị. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, mặc dù Lâu Ngạo Thiên nói, một kiếm kia của hắn là từ bên trong hồng trần sát lĩnh ngộ ra, nhưng Tiêu Phàm hiện tại cũng không đủ thời gian để lĩnh ngộ. Bởi vì thiên huyễn huyền thủy giao tùy thời đều có thể đòi mạng hắn, dù hắn nắm giữ năng lực nhất tâm nhị dụng cũng không dám sử dụng trong giờ phút này. Chỉ có thể dựa vào kim sắc trùng kén. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tâm thần ngưng trọng vô cùng. Kim sắc trùng kén là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Giống, ngay lúc đó,
Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao gầm lên giận dữ, tựa như vô cùng khó chịu việc Tiêu Phàm chỉ chạy trốn, chỉ một thoáng, trong con ngươi thất thải kích xạ ra một đạo thất thải quang mang. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, thân pháp cũng rất quỷ dị, nhưng làm sao có thể nhanh hơn ánh sáng, trong nháy mắt bị thất thải quang mang đâm trúng. Ầm ầm, Tiêu Phàm cảm giác đầu bị lôi điện đánh trúng, hoa mắt, thân thể trong nháy mắt không thể khống chế, trong đầu lóe qua vô số bức họa, giống như xem phim điện ảnh. Cũng đúng lúc này, U Linh Chiến Hồn đột nhiên chớp động, hình thành một đạo hồn lực kết giới đem quang thức kia ngăn cản bên ngoài. Huyễn cảnh. Tiêu Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại, toàn thân phát lạnh, cũng may bản thân có U Linh Chiến Hồn, bằng không một khi bản thân tiến vào huyễn cảnh, dù là chiến đế, chiến thánh cường giả cũng chưa chắc cứu được. Chỉ là tốc độ hắn chậm lại, chỉ chậm nửa nhịp, đầu Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao to như căn phòng đã đánh tới, trong con mắt như đèn lồng thất thải lộ ra tia tàn nhẫn. Thiên địa tiêu sát, vô tình nhất kích, mắt thấy Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao hung mãnh đánh tới, Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay, sát ý đáng sợ quay cuồng gào thét giống như đại hải mênh mông, sóng lớn vỗ bờ. Gần như đồng thời, cả người Tiêu Phàm cùng U Linh Chiến Hồn hòa làm một thể. U Linh Chiến Hồn chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành hình người cùng Tiêu Phàm dung hợp cùng một chỗ. Chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, Tiêu Phàm cũng là lần thứ nhất chân chính thi triển lực lượng nhân hồn hợp nhất khiến khí thế bản thân đạt tới một cái đỉnh phong. Hơn nữa hắn không chỉ cùng U Linh Chiến Hồn nhân hồn hợp nhất, còn cùng Tu La Kiếm dung hợp tại cùng một chỗ, bản thân dường như hóa thành một thanh Tu La Kiếm. Thiên nhân hợp nhất, nếu để cho người khác nhìn thấy Tiêu Phàm giờ phút này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Đây chính là một loại cảnh giới cực cao trong kiếm đạo đó, Tiêu Phàm tại chiến hoàng cảnh vậy mà làm được, phải biết rất nhiều cường giả kiếm đạo chiến đế cảnh cũng không làm được. Giờ phút này Tiêu Phàm lại chú ý không được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn dùng hết tất cả thủ đoạn để diệt sát Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, trừ cái đó ra, trong lòng hắn không có bất kỳ tạp niệm gì. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm vì sao có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất. Cảm nhận được cỗ khí thế này trên người Tiêu Phàm, thân hình Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao khẽ run lên, nó cũng bị trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này làm cho chấn kinh, hai mắt có chút thất thần. Nó không nghĩ tới bản thân thi triển huyễn cảnh vậy mà không làm gì được Tiêu Phàm, một nhân loại tu sĩ chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Nghĩ vậy, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao rốt cuộc không chút do dự, hai cái móng vuốt sắc bén lóe ra u quang, từ trên cao vung xuống. Oanh, ngay lúc đó, Tiêu Phàm một kích đồng thời xuất thủ, tất cả những thứ này phát sinh ở trong một sát na, sát khí cuồng bạo phong bạo, hồn lực sóng gió phóng tới bốn phương tám hướng. Phốc, mảng lớn huyết vũ huy sái, một cái móng vuốt của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống khiến nó gầm thét tê tâm liệt phế, một cái móng vuốt khác hướng về vị trí Tiêu Phàm rơi xuống. Tiêu Phàm thi triển vô tình nhất kích tốc độ cực nhanh, móng vuốt vẫn chậm nửa nhịp. Bất quá một kích này Tiêu Phàm đem tất cả phòng ngự chuyển hóa thành công kích, người khác cũng rất dễ dàng có thể làm hắn bị thương. Quả nhiên, móng vuốt Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao mặc dù không thể bắt được Tiêu Phàm, nhưng khi chảo cương đụng phải phía sau lưng Tiêu Phàm, máu tươi vẩy ra, thẩm thấu trường bào màu đen. Tiêu Phàm đau đến nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra một tia buồn bã, hắn mượn nhờ cỗ lực trùng kích to lớn kia, chân đạp lưu quang trích tinh bộ lách mình xuất hiện ở bên ngoài mấy chục mét. Quay cuồng lăn lộn tại mặt đất mấy vòng mới đứng vững thân hình. Hắn máu me khắp người, thể nội xương cốt đứt gãy mấy cái, nội tạng đều tổn hại không ít, cơ hồ không có bất kỳ lực công kích nào, quả nhiên không hổ là nắm giữ huyết mạch chân long. Nếu như không phải tốc độ cùng độ linh hoạt của ta so với nó mạnh hơn một chút, đoán chừng căn bản không thể sống đến hiện tại, lại càng không cần phải nói phá vỡ phòng ngự của nó. Tiêu Phàm thầm cười khổ. Từ lúc tu luyện tới bây giờ hắn mới gặp được đối thủ lớn nhất là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, thực lực thất giai đỉnh phong Hoàng Phủ Chiến Hoàng, trước mặt nó vẫn là một tòa núi cao không thể vượt qua. Dù là hắn có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng vẫn không phải đối thủ của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Giống giống, ngay sau đó, nơi xa truyền đến thanh âm Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao gầm thét ngập trời, thân thể to lớn trong cổ lâm quay cuồng, đất đá bắn ra bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Một cỗ hồn lực cuồng dã, hung mãnh ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Không tốt, Tiêu Phàm biến sắc, siêu một tiếng, lách mình hướng về nơi xa chạy đi. Bên trong Mê Huyễn Lâm truyền ra từng đợt thanh âm gầm thét, hù dọa vô số phi cầm dã thú,
tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng trốn đi. Hồn lực bàng bạc ba động, quét sạch thiên địa. Giờ phút này, bên trong một ngọn núi mê huyễn lâm bên ngoài hai dặm, một thân ảnh đứng sừng sững ở một gốc cổ thụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, dám cắt ta một tay, ngươi cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thiên phú ngươi không yếu, đáng tiếc, thứ dưới đầm nước này, ngươi không thể đối địch, dù là Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chưa hẳn là đối thủ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy đạo thân ảnh này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, đây chính là Sử Vô Pháp. Hắn vậy mà còn không có rời đi, chờ đợi ngay bên ngoài. Kỳ thật lần thứ nhất gặp được bọn Tiêu Phàm, Sử Vô Pháp đã phát hiện tồn tại mê huyễn lâm cùng thiên huyễn huyền thủy giao. Đây cũng là một trong nguyên nhân hắn cố ý đem ba người quan tiểu thất dẫn vào mê huyễn lâm, dựa vào mê vụ mê huyễn lâm, chuốc mê bọn quan tiểu thất sau đó giết bọn hắn. Đáng tiếc, hắn lại không nghĩ rằng, mê vụ căn bản không làm gì được quan tiểu thất, máu tươi hắn có thể giải độc. Cái bẫy này nguyên bản là thay ngươi chuẩn bị, đáng tiếc, trùng hoàng huyết sát cổ trùng vậy mà không làm gì được ngươi, còn bị ngươi thu phục, không biết thiên huyễn huyền thủy giao tư vị như thế nào. Sử Vô Pháp tự nhủ. Không thể không nói, hắn đối với tính cách Tiêu Phàm thập phần biết rõ Tiêu Phàm sẽ xuống dưới đầm nước cứu Tiểu Kim và Phong Lang, vô luận Phong Lang và Tiểu Kim chết hay không, hắn thấy Tiêu Phàm lần này đều hẳn phải chết là không nghi ngờ. Lần trước đem trùng hoàng huyết sát cổ trùng cho Tiêu Phàm, Sử Vô Pháp liền cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết chắc, cho dù không chết, hắn cũng có rất nhiều biện pháp tiếp tục đối phó với Tiêu Phàm. Chỉ là Sử Vô Pháp không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà nhanh như vậy đuổi theo, bất quá, mọi thứ đều theo kế hoạch của hắn. Hắn không muốn cùng Tiêu Phàm trực tiếp giao thủ, mượn nhờ thực lực thiên huyễn huyền thủy giao cũng đủ để giết chết Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn phải xuất thủ. Siêu. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, Sử Vô Pháp cảm giác phía sau bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, đạp chân xuống, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Oanh một tiếng, vị trí cổ thụ trước đó hắn đứng đột nhiên nổ tung mà ra, thân hình hắn vững vàng rơi vào trên một cây đại thụ, con người băng lãnh nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh nơi xa, lạnh giọng nói, quan tiểu thất, ngươi còn dám đến. Sử Vô Pháp, Tiểu Kim cùng Tiểu Lang đâu, ngươi đem bọn hắn đi đâu? Đứng ở cách đó không xa chính là quan tiểu thất, trước đó hắn rời mê huyễn lâm cũng chưa thực rời đi, liền tiềm phục tại cách đó không xa chữa thương. Chẳng qua là khi hắn lần nữa tới gần mê huyễn lâm, lại phát hiện bên trong mê huyễn lâm vậy mà phát sinh động tĩnh to lớn như thế, trong lòng nhấc lên một loại nồng đậm bất an. Hồn lực phóng thích vừa lúc phát hiện Sử Vô Pháp tiềm phục cách đó không xa, quan tiểu thất tự nhiên không chút do dự bắn ra một tiễn. Bất quá! Thực lực Sử Vô Pháp hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn, vậy mà sớm đã phát hiện nguy cơ, tránh đi một tiễn. Chết, Sử Vô Pháp lạnh lùng cười một tiếng, hắn đang giận trên đầu đây, căn bản không có ngữ khí hơn, huống chi hắn căn bản cũng không đem quan tiểu thất để ở trong mắt. Đương nhiên, trong lòng Sử Vô Pháp cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có thể là đối thủ của thiên huyễn huyền thủy giao hay sao? Sử Vô Pháp, ta với ngươi không chết không thôi. Quan tiểu thất phẫn nộ gào thét, Tiểu Kim cùng Phong Lang hai người vì bảo vệ hắn mà không thấy tung tích, cuối cùng vì hắn mà chết, điều này khiến hắn bình tĩnh như thế nào đây? Không chết không thôi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Sử Vô Pháp coi thường, bất quá hắn cũng không dự định cùng quan tiểu thất giao phong. Hắn vừa mới bị đoạn một tay, giao chiến còn không thuận tiện, hơn nữa, quan tiểu thất am hiểu công kích từ xa, muốn tới gần hắn cũng khó. Để lại một câu nói. Sử Vô Pháp liền một bước tại chỗ biến mất. Con mẹ nó ngươi có gan chớ đi. Quan tiểu thất lửa giận xen lẫn, lách mình truy đuổi. Ngươi dám đuổi theo, Tiêu Phàm sẽ không còn ai nhặt xác cho hắn. Âm thanh Sử Vô Pháp từ đằng xa truyền đến, thập phần phiêu miểu, quanh quẩn trong cổ lâm. Hắn chính là minh chủ Phong Minh, đối với phong thế cùng phong ý lĩnh ngộ tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh, nếu như không phải vừa mới thụ thương. Hắn thật đúng là sẽ lưu lại quan tiểu thất. Nghe được Sử Vô Pháp nói, quan tiểu thất bỗng nhiên ngừng bước chân, nhìn mê huyễn lâm phía xa, kinh ngạc nói, Tam ca. Hắn cũng tiến vào mê huyễn lâm, quan tiểu thất biết mê vụ lâm đáng sợ, Tiểu Kim cùng Phong Lang đều trúng chiêu, Tiêu Phàm lại có thể đi nơi nào. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía phương hướng mê huyễn lâm, trong lòng hơi hơi ngưng tụ,
cỗ lệ khí ngập trời cùng sấm sét giống lên một tiếng khiến toàn thân hắn run lên. Khí tức kia chí ít cũng là chiến hoàng đỉnh phong, nếu như Tiêu Phàm thực ở bên trong, vậy há không phải đang gặp nguy hiểm sao? Tam ca, nghĩ vậy, Quan Tiểu Thất kêu một tiếng sợ hãi, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Mê Huyễn Lâm. Bên trong Mê Huyễn Lâm, Tiêu Phàm miễn cưỡng gắng gượng chống cự thân thể mình, điên cuồng chạy trốn. Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao phát cuồng, ngược lại là dự kiến bên trong của Tiêu Phàm. Dù sao, kim sắc trùng kén gặm nuốt thống khổ, hắn cũng đã tự mình trải qua, nếu như không phải may mắn trùng kén là át chủ bài cuối cùng trong lòng hắn, hắn tuyệt đối không thể sống đến hiện tại. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao kiên nghị như thế, lâu như vậy đều không có ngã xuống. Phải biết, lúc ấy Tử Điện Điêu vẻn vẹn vài thức liền ngã xuống rồi, Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng suối quẩy, tiếp tục thao túng kim sắc trùng kén điên cuồng gặm nhắm huyết nhục Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao điên cuồng đuổi giết hắn, chỉ là thống khổ như ngàn vạn con kiến gặm nuốt khiến hành động bị hạn chế, bằng không, Tiêu Phàm nào còn có thể chạy trốn. Trong cơ thể Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, kim sắc trùng kén điên cuồng cắn nuốt, hồn lực cuồn cuộn hướng về nó cấp tốc hội tụ. Ở bên ngoài, màng mỏng vỏ ngoài liệt phùng vàng nhạt càng lúc càng lớn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Răng rác, ngoại giới, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nghe được hai tiếng giòn vang, ngay lúc đó, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao giãy giụa mấy lần rốt cục cũng ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để không có âm thanh. Hồn tinh vỡ ra, Tiêu Phàm cau mày một cái. Thanh âm kia hắn có thể chắc chắn là thanh âm hồn tinh Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao vỡ nát. Bởi vì có một cỗ hồn lực bàng bạc rót vào thể nội kim sắc trùng kén. Mà đạo thanh âm thứ hai lại là thanh âm kim sắc trùng kén vỡ ra, giờ phút này kim sắc trùng kén đã có lớn hơn, toàn thân kim quang lóng lánh. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, kim sắc quang mang liền bị huyết sắc quang mang chiếm lấy, bên trong huyết sắc quang mang ẩn chứa một cỗ bàng bạc túc sát chi ý. Tiêu Phàm nhìn một màn này trong lòng hơi kinh hãi, gần như đồng thời, ánh mắt tỏa sáng, sát ý thật đáng sợ, ta tựa như đụng chạm đến ngưỡng cửa nhị trọng sát ý. Bất quá Tiêu Phàm không có lập tức nhập định, bởi vì hắn càng hiếu kỳ kim sắc trùng kén hơn, đến cùng sẽ thuế biến thành cái gì. Vết nứt trên kim sắc trùng kén càng ngày càng nhiều, tất cả hồn lực thể nội Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao đều tiêu hao sạch sẽ, sắc ngoài kim sắc trùng kén cũng triệt để vỡ ra. Tâm thần Tiêu Phàm dẫn ra huyết sắc trùng kén, sau một khắc, một đạo lạc ấn rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn. Đó là một con kim sắc tiểu huyết tằm, tằm nhỏ toàn thân trong suốt thấu triệt, bóng loáng vô cùng. Nó không có lục phủ ngũ tạng, chỉ mọc ra một góc nhỏ chi huyết sắc, một đôi mắt máu màu vàng kim, lộ ra một tia huyết sắc, nhìn vào trong mắt làm cho lòng người phát lạnh. Dù là Tiêu Phàm có thể điều khiển nó nhưng vẫn bị cỗ thị huyết nồng đậm khiến cho chấn kinh. Nhất là trên người nó tản ra một cỗ hồn lực cực kỳ tinh thuần, nặng nề ba động, ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người, khiến nội tâm Tiêu Phàm cực kỳ rung động. Cái này, Tiêu Phàm thật lâu không nói, trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy chữ, chính là mấy cái chữ kia, khiến Tiêu Phàm khó mà nói ra miệng. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới run giọng nói, chẳng lẽ là cửu giai hồn thú phệ hồn huyết tằm trong truyền thuyết. Phệ hồn huyết tằm, trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên. Hắn cũng là bên trong tu la truyền thừa tìm ra cái tên này, bởi vì kim sắc trùng kén sau khi thuế biến thì có một cái tên phù hợp với hình dạng hiện tại của nó. Nghĩ đến phẩm giai kim sắc huyết tằm, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái. Trùng hoàng huyết sát cổ trùng nguyên lai chính là thất giai hồn thú, trải qua năng lượng bạch thạch cải tạo, thuế biến thành phệ hồn huyết tằm cũng không có cái gì kỳ lạ. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo huyết kim sắc quang mang từ thể nội Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao bắn ra, rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm. Quả nhiên là phệ hồn huyết tằm. Nhìn huyết tằm trên lòng bàn tay, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói, nếu như để cho người ta biết ta có phệ hồn huyết tằm, nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, cho nên việc này nhất định không thể để cho người khác biết được, phàm là người biết đều phải chết. Nghĩ vậy, con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, hắn trước tiên nghĩ đến Sử Vô Pháp. Sử Vô Pháp cũng đã đoán được sự tình hắn nắm giữ trùng hoàng huyết sát cổ trùng, chỉ là không biết trùng hoàng thuế biến mà thôi. Tiêu Phàm cũng âm thầm quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng bại lộ phệ hồn huyết tàm. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày lại,
một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng hướng về phương hướng hắn, đây là một loại bản năng linh giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phệ hồn huyết tàm lòng bàn tay đột nhiên biến mất, tiến vào bên trong hồn hải, ngay lúc đó, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở một cây đại thụ. Mấy tức sau, một thân ảnh áo trắng rơi vào bên cạnh thi thể Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Giao Long. Lại bị người giết, Tam Ca đâu? Thanh niên áo trắng liếc nhìn bốn phía lại không có phát hiện ra bất luận bóng dáng nào. Tiểu Ngũ. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, thanh niên áo trắng thiếu chút nữa thì xuất thủ, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đạo thân thể máu me đầm đìa, ZKLDGLXPPS sát khí trên người trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Rất hiển nhiên, người nói chuyện là Tiêu Phàm, mà thân ảnh áo trắng kia lại là Quan Tiểu Thất vội vàng chạy tới. Tam ca, Giao Long này là do ngươi giết, Quan Tiểu Thất nuốt nước miếng, hoàn toàn quên bản thân vừa mới lo lắng. Xem như thế đi, đây không phải Giao Long, chỉ là Giao. Tiêu Phàm đắng chát gật đầu, có thể giết chết Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, cơ hồ đều là công lao phệ hồn huyết tàm. Nhưng hắn có thể khống chế phệ hồn huyết tàm, cho nên Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao cũng coi như bị hắn giết chết. Mặc dù đã đoán được nhưng trong lòng Quan Tiểu Thất vẫn khó mà bình tĩnh. Giao đó, hơn nữa còn là một đầu giao to lớn như thế, hẳn là thất giai đỉnh phong lại bị Tiêu Phàm giết. Quan Tiểu Thất nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật, hồi lâu mới nói, Tam ca, Tiểu Kim cùng Tiểu Lang đâu? Nói ra Tiểu Kim cùng Phong Lang, Tiêu Phàm con người cũng biến thành âm trầm, ngưng tiếng nói, Tiểu Ngũ, người tận mắt nhìn Tiểu Kim cùng Phong Lang bọn hắn trốn vào trong đầm nước. Đúng vậy, lúc ấy ba người chúng ta đuổi tới bên cạnh hồ nước kia. Tiểu Kim cùng Phong Lang đột nhiên ngơ ngơ ngác ngác tựa như ngủ. Chỉ có ta không sao, lúc ấy Tiểu Lang liền hoài nghi sương mù nơi này có độc, cho nên ta liền lấy hai bát máu cho hai người uống, không nghĩ đến thời điểm này, sử vô pháp bọn hắn xuất hiện. Nói ra sử vô pháp, Quan Tiểu Thất sát tâm nổi lên. Ngừng lại, lại nói, nguyên bản ta chuẩn bị mang hai người bọn hắn rời đi, Tiểu Kim dùng hết toàn thân khí lực đem ta ném bay, ta bay ngược vào bên trong. Ta nhìn thấy hai người bọn hắn uống hai bát máu liền nhảy vào trong đầm nước. Tiêu Phàm cau mày, lấy thực lực hai người Tiểu Kim cùng Phong Lang, nếu quả thật tiến vào bên trong đầm nước gặp Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao mà nói, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Hắn biết Quan Tiểu Thất tuyệt đối sẽ không nói dối, chỉ là bản thân hắn không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Tiểu Ngũ, gần Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao là vật liệu luyện chế dây cung vô cùng tốt, thi thể này ngươi nhận lấy đi, ngươi tại đây đợi ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền trực tiếp nhảy vào bên trong đầm nước. Tam ca, Quan Tiểu Thất kêu to, muốn ngăn cản nhưng Tiêu Phàm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bản thân Tiêu Phàm bị trọng thương, nhưng tốc độ khôi phục thương thế trong đầm nước sẽ rất nhanh, trong đầm nước ẩn chứa cỗ năng lượng băng thuộc tính, đối với hắn mà nói là thuốc bổ to lớn. Hơn nữa, hắn đã đụng chạm đến ngưỡng cửa nhị trọng sát ý, cũng vừa vặn mượn cơ hội này lĩnh ngộ một chút. Lần này tiến vào đầm nước, Tiêu Phàm có vết xe đổ, thi triển nhất tâm nhị dụng, thời điểm chú ý đến biến hóa chung quanh. U Linh chiến hồn điên cuồng rút ra năng lượng trong đầm nước, hồn hải bên trong Tiêu Phàm, hồn lực như mưa rào tầm tã, từ hắc sắc hồn lực trong vòng xoáy chiếu nghiêng xuống. Bất quá, đại bộ phận đều bị bạch thạch hấp thu, chỉ có 89 phần 10 hồn lực bị U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn thôn phệ, còn lại một chút lại bị phệ hồn huyết tầm hấp thu. Nguyên bản coi như được năng lượng hùng hậu nhưng trước diễn biến như thế lại không tính là cái gì, nhất là bạch thạch nốc ửng ực, tốc độ quá đáng sợ. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có quan tâm hồn lực biến hóa, đại bộ phận tâm thần đều đắm chìm trong lĩnh ngộ sát ý. Trước đó một kiếm kia, ta tựa như cùng Tu La kiếm hòa làm một thể, điều này trong miệng tu sĩ kiếm đạo hẳn là gọi là cảnh giới thiên nhân hợp nhất đi. Khó trách có thể một kiếm chặt đứt một chảo Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, đem chiến đấu trước đó chậm rãi hồi tưởng một lần. Chỉ là hắn thử nghiệm nhiều lần thi triển thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cũng không thể đi vào loại cảnh giới này, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách người khác đều nói cảnh giới thiên nhân hợp nhất cần một loại cơ duyên, cưỡng ép lĩnh ngộ là không được, có lẽ cũng là thực lực ta không đủ. Việc cấp bách là đột phá chiến hoàng trung kỳ, nếu như trước đó là chiến hoàng trung kỳ cũng sẽ không bị động như thế. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển,
năng lượng bạch thạch bổ sung một chút, thương thế Tiêu Phàm rất nhanh liền khôi phục hoàn toàn. Ngay tại lúc đó, năng lượng băng thuộc tính bị Tiêu Phàm hấp thu, đầm nước cũng chậm chậm biến trong suốt, một cái đầm năng lượng băng thuộc tính nếu như những người khác gặp được tuyệt đối sẽ bị no bạo, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy vẫn chưa đủ. Sát ý, không chỉ có thể từ ngoài vào trong, cũng có thể từ bên trong ra ngoài. Hồi lâu, trong tay Tiêu Phàm bỗng xuất hiện tu la kiếm rung động nhẹ nhẹ. Theo tu la kiếm rung động, từng đạo kiếm khí ba động hướng về bốn phía tràn ngập đến. Nếu như quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy đầm nước bị kiếm khí ba động quấy vỡ nát, chỉ bởi vì dòng nước động tính, bắt không đến mà thôi. Ba động, Tiêu Phàm tự nhiên bắt được, trong mắt một đạo quang mang sáng tỏ. Lấy tay vung lên, một đạo vô hình kiếm ý dập dần ra, sau một khắc, toàn bộ đầm nước đều sôi trào, thật giống như bị đun sôi. Vô tận chiến điển không ngừng diễn hóa lấy suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trên người sát phạt chi khí càng ngày càng nồng, dường như cùng toàn bộ đầm nước cộng minh. Quan Tiểu Thất ở cạnh đầm nước nhìn thấy một màn này, không tự giác hướng phía sau rút lui mấy bước, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Sát ý, kiếm ý cùng không gian sinh ra một ít cộng minh, đều sẽ có sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đây chính là nhị trọng sát ý. Tiêu Phàm chậm chạp nói, hắn rốt cục cũng lĩnh ngộ được nhị trọng sát ý. Chẳng qua là vừa mới so sánh, cả người hắn nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, căn bản không giống như người vừa lĩnh ngộ nhị trọng sát ý. Ngay sau đó, trên người Tiêu Phàm bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, trong chớp mắt toàn bộ năng lượng băng thuộc tính trong đầm nước hoàn toàn bị hắn hấp thụ không còn. Chiến hoàng cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, vô hỉ vô bi, lĩnh ngộ nhị trọng sát ý, đột phá chiến hoàng trung kỳ chỉ là nước chảy thành sông mà thôi, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, tựa như là một việc không có ý nghĩa. Đầm nước sôi trào nửa ngày sau mới khôi phục bình tĩnh, đầm nước đen kịt cũng biến thành thanh minh vô cùng, cỗ lãnh ý kia cũng biến mất không còn một mảnh. Thử ngâm, Tiêu Phàm vung ra một kiếm, tu la kiếm vẻn vẹn rung động một cái, đột nhiên cả đầm nước một phân thành hai. Bất quá, cái này cũng còn chưa có kết thúc mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, lập tức hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Kiếm khí vô cùng vô tận, hơn nữa căn bản không phải dùng mắt thường có thể bắt được, quỷ dị là đầm nước thật giống như bị một cỗ lực cản vô hình ngăn cản, căn bản là không có cách tụ lại. Lục thức, không tồi. Tiêu Phàm hài lòng nhìn bốn phía. Vừa dứt lời, tất cả đầm nước lần nữa dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ đầm nước nhộn nhạo lên không thôi, chỉ có Tiêu Phàm bất vi sở động, quanh thân hắn có một tường kiếm khí. Một thức này coi như giết không chết Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, hẳn là cũng có thể làm trọng thương nó. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt lóe qua vẻ hài lòng. Sau đó thu liễm tâm thần, chậm rãi hướng về phía dưới bơi đi, thân thể khôi phục hoàn toàn. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tiểu Kim cùng Phong Lang, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Năng lượng băng thuộc tính bị Tiêu Phàm rút ra không còn, đầm nước cũng thanh minh không ít, chỉ là càng đi xuống dưới áp lực cũng càng lớn. Bất quá, lấy thực lực Tiêu Phàm điểm ấy áp lực cũng căn bản không làm gì được hắn. 30 trượng, 80 trượng, 200 trượng. Thần sắc Tiêu Phàm càng ngày càng ngưng trọng, tia sáng bốn phía cũng càng ngày càng mờ. Áp lực cũng càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn nhìn không thấy đáy. Đầm nước này đến cùng sâu bao nhiêu? Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, nơi này áp lực rất lớn, khó trách Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao phòng ngự đáng sợ như thế, hàng năm ngốc ở chỗ này, không muốn cường đại cũng không được. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm tiếp tục chìm xuống, thời gian nửa nén hương sau, Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, hồn lực rốt cục chạm tới đáy hồ. Tiêu Phàm dùng hồn lực quanh thân ngưng tụ thành một cái vòng phòng hộ, đem thủy áp to lớn ngăn cản bên ngoài, nơi này cách mặt nước ròng rã hơn 600 trượng. Cho dù là cường giả chiến hoàng không dùng hồn lực phòng hộ cũng khó mà tiếp nhận cỗ thủy áp to lớn này. À, đây là, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên bị từng đạo quang mang lập lòe tỏa sáng hấp dẫn, hắn chậm rãi đi qua, lập tức nhìn thấy từng hòn đá màu đen lóe ra u quang. Cực phẩm băng phách thạch. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cảm nhận được hồn lực cường đại ba động bên trong hòn đá màu đen, thần sắc hơi hơi động dung. Cực phẩm băng phách thạch chính là cực phẩm hồn thạch đó, hồn lực ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ. Tu luyện tới chiến hoàng cảnh, hạ phẩm hồn thạch, trung phẩm hồn thạch cùng hạ phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm đều thấy qua vô số.
nhưng duy chỉ có cực phẩm hồn thạch là chưa từng gặp qua, đó là bởi vì cực phẩm hồn thạch cực kỳ thưa thớt. Mặc dù dựa theo tỷ lệ, một khối cực phẩm hồn thạch to cỡ nắm đấm, có thể bằng 100 khối lớn nhỏ thượng phẩm hồn thạch, nhưng cơ hồ không người nào nguyện ý đi đổi. Bởi vì bên trong cực phẩm hồn thạch ẩn chứa hồn lực cực kỳ tinh thuần, dù là chiến đế, thậm chí chiến thánh đều dựa vào cực phẩm hồn thạch để tu luyện. Thượng phẩm hồn thạch đối với chiến thánh mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem ra Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao trốn ở chỗ này tu luyện, cũng là có quan hệ cùng cực phẩm băng phách thạch nơi này. Tiêu Phàm nghĩ đến, nếu Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao đã chết, những băng phách thạch này, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy Tu La kiếm, Tiêu Phàm liền bắt đầu đào móc, bận rộn một canh giờ, Tiêu Phàm lấy được mười mấy khối cực phẩm băng phách thạch to như chậu rửa mặt. Đừng nhìn chỉ có mười mấy khối, nếu đổi thành thượng phẩm hồn thạch bình thường, đoán chừng cũng có mấy ngàn vạn, hơn nữa Tiêu Phàm còn không muốn đi đổi. Đáng tiếc, cũng chỉ có mười mấy khối. Tiêu Phàm vẫn có chút không cam lòng nói, thu hồi cực phẩm băng phách thạch, Tiêu Phàm tại đáy hồ tìm kiếm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm dừng lại trước một thạch động to lớn. Thạch động rất lớn, tương đương với một gian nhà lớn. Không cần nghĩ cũng biết cái này hẳn là động phủ của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Nghe đồn, long tộc đều có đam mê cất giữ bảo vật, giao cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm cũng động tâm tư, hơn nữa, nếu như Tiểu Kim cùng Phong Lang tao ngộ độc thủ mà nói, cũng có thể sẽ lưu lại một chút manh mối. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra mấy viên Dạ Minh Châu, đi vào trong thạch động. Ở kiếp trước, Dạ Minh Châu có lẽ còn có thể bán với giá trên trời. Nhưng tại chiến hồn đại lục chỉ là thiết bị chiếu sáng mà thôi. Thạch động rất lớn, cũng rất tĩnh mịch, uốn lượn không thấy điểm cuối cùng, Tiêu Phàm đi không tính nhanh, thông đạo bên trong thạch động so với cửa động rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa càng đi trong thạch động, không gian càng lúc càng lớn, giống như một tòa điện đường to lớn, nếu như không phải đây là dưới đáy đầm nước, Tiêu Phàm thật là có loại ảo giác này. Dạ Minh Châu chiếu xuống lấp lánh, trong suốt thấu triệt. Bốc lên hàn khí nhàn nhạt, Tiêu Phàm thử mấy lần, cho dù là Tu La kiếm cũng chỉ có thể ở bên trên lưu lại một đạo vết cắt nhàn nhạt. Đồ vật này tuyệt đối là vật liệu luyện chế hồn binh cực giai. Trong lòng Tiêu Phàm cảm khái nói, mặc dù hắn không có thi triển toàn lực, nhưng mức độ sắc bén của Tu La kiếm hắn rất rõ ràng, điều này đã đủ chứng minh vách đá bất phàm. Lại không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm càng nghĩ càng không thích hợp, thạch động này thật đúng là rất lớn. Hắn có loại cảm giác xuyên việt. Nếu như cái này bên ngoài chỉ là hành lang mà nói, cái kia há không phải tương đương với cửa vào viện tử cùng cung điện. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực, thạch động so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn và thần bí hơn. Hắn chạy mặc dù không tính là nhanh, nhưng đi tới mấy trăm trượng, hơn nữa càng đi vào không gian cũng càng lúc càng lớn, căn bản không giống một cái thạch động mà giống như một mảnh quảng trường khổng lồ. Hồn lực quét qua, không gian này vậy mà chu vi rộng trên trăm trượng, dù là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao ẩn núp ở chỗ này vẫn sẽ cực kỳ rộng rãi. Làm sao cảm giác có chút lạnh, Tiêu Phàm run run, nơi này thập phần âm trầm, hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ đều tiếp nhận không được cỗ hàn ý này. Chẳng qua là khi hắn muốn tìm kiếm nơi phát ra cỗ hàn ý kia, lại căn bản tìm không thấy đầu nguồn. Không gian quá lớn. Tiêu Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên đem không gian cự đại tra xét rõ ràng một lần, có thể phát hiện ra một chút dấu vết gì hay không. Thời gian nửa nén hương tiếp theo, Tiêu Phàm thô sơ giản lược đem toàn bộ không gian quét một lần, khiến hắn thất vọng là trừ vách đá băng lãnh, cái gì cũng không có. Không có khả năng, cho dù Tiểu Kim và Tiểu Lang tao ngộ độc thủ, cũng không khả năng không thể tìm ra chút tung tích nào. Trong lòng Tiêu Phàm nghi ngờ không thôi. Vừa đi ra một bước đột nhiên lại dừng bước chân. Chỉ thấy bạch thạch bên trong hồn hải đột nhiên rung động nhẹ nhẹ một cái, bạch thạch rung động tất nhiên là phát hiện ra dị bảo, giống như lúc trước phát hiện thất thải long văn mộc, tiên thiên kiếm thai. Bên trái, Tiêu Phàm thăm dò mấy lần, phát hiện hướng bên trái làm bạch thạch tản ra quang mang yếu ớt. Có bạch thạch chỉ dẫn, bước chân Tiêu Phàm tăng tốc, không bao lâu liền xuất hiện ở trước mặt vách đá thủy tinh lấp kín. Phía trước căn bản không có bất kỳ đường nào có thể đi. Bất quá, Tiêu Phàm thử nghiệm mấy lần, phát hiện phương hướng bạch thạch chỉ dẫn đúng là vách tường đá thủy tinh phía trước. Vách tường đá thủy tinh rất quỷ dị, không biết dùng vật liệu gì chế tạo thành,
hồn lực chạm tới, trong nháy mắt liền tiêu tán ra. Có thể ăn mòn hồn lực, Tiêu Phàm cau mày một cái, ôm hiếu kỳ cùng với ngưng trọng, chậm rãi xuất thủ trưởng, sau một khắc, thần sắc Tiêu Phàm trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Chỉ thấy tay Tiêu Phàm vuốt ve vách đá thủy tinh vậy mà trực tiếp tiến sâu vào, bộ vị bàn tay đã biến mất không thấy gì nữa, gần như đồng thời vách đá thủy tinh nhộn nhạo từng đạo sóng ánh sáng. Cái này, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, vách đá thủy tinh vậy mà không phải tồn tại chân thực. Mặc dù không biết vách đá thủy tinh đối diện có cái gì, nhưng Tiêu Phàm vẫn không do dự, một bước bước vào. Xuyên qua vách đá thủy tinh, tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm là một không gian màu trắng chiếu lấp lánh. Không gian màu trắng không lớn, chu vi cũng chỉ 20-30 mét. Vách đá màu trắng, mặt đất màu trắng, trong hư không càng là có một cột thủy tinh màu trắng liên thông, sương mù màu trắng tràn ngập ở trong đó, cho người ta một loại hàn ý thấu xương. Bên ngoài Tiêu Phàm đã chậm rãi ngưng kết thành một tầng bạch sắc băng xương, hắn không khỏi dùng mình mấy phát. U linh chiến hồn hơi hơi thôi động, tản ra u lãnh hắc khí, lúc này mới tốt hơn. Đây là một tiểu không gian hàn băng, không, nói cho đúng giống như là một cái đại sảnh, chỉ là bị hàn băng chi khí đông kết mà thôi. Sau khi xem xét, vách đá thủy tinh biến mất không thấy gì nữa, bên ngoài một mảnh đen kịt. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được đầm nước bất động, chỉ là bị một cỗ lực cản vô hình ngăn cản ở ngoài, mặc cho đầm nước kia trùng kích như thế nào, cũng không thể đột phá gông cùm xiềng xích. Cỗ thủy áp to lớn kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm lắc lắc giọt nước trên người, dùng hồn lực đem nước trên quần áo bốc hơi sạch, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Cực phẩm băng phách thạch. Ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt rơi vào một chút u quang lóe ra trên tảng đá, cùng băng phách thạch trước đó hắn có được không khác nhau là mấy. Lục phẩm huyền linh diệp, thất phẩm bát giác huyền băng thảo. Bát phẩm thủy tiên ngọc cơ cốt. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đào móc cực phẩm băng phách thạch, trong nháy mắt bị từng cây linh dược bên trong băng điêu cách đó không xa hấp dẫn. Lục phẩm vương dược nhiều đến 33 gốc, thất phẩm hoàng dược cũng có 7 cây. Những cái này Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng, nhưng bát phẩm thủy tiên ngọc cơ cốt lại khiến toàn thân Tiêu Phàm khẽ run lên. Đây chính là linh dược cùng cấp với tử đan tham, ngọc cơ hoa. Bát phẩm linh dược danh xưng đế dược, mấy trăm năm khó gặp, Tiêu Phàm cũng là vận khí tốt chiếm được 2 gốc, lại không nghĩ rằng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy một gốc. Thủy tiên ngọc cơ cốt là chủ dược luyện chế mấy loại bát phẩm đan dược, hơn nữa dược hiệu còn phía trên ngọc cơ hoa. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tiên ngọc cơ cốt thu nhập vào bên trong hồn giới. Lục phẩm, thất phẩm linh dược khác hắn cũng không có buông tha. Linh dược dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, có thời điểm khẩn cấp, một gốc lục phẩm linh dược so với thất phẩm linh dược, thậm chí bát phẩm linh dược đều rất khó tìm hơn. Nơi này đoán chừng cũng là bảo khố của Thiên Huyễn Huyền Thủy giao đi, có hàn khí này đông kết, không hề đánh mất một tia tinh hoa linh dược. Những linh dược này cũng để chuẩn bị cho nó thuế biến thành long. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn suy đoán không sai, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao đã đạt tới bình cảnh, trước khi Tiêu Phàm tiến vào đầm nước, nó liền chuẩn bị nuốt linh dược thuế biến. Thời khắc nó chuẩn bị thôn phệ linh dược, linh khí trong đầm nước đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, tất cả đều hội tụ về một phương hướng. Có người quấy nhiễu, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao nào còn dám hóa long. Đây không phải cố ý muốn đối địch với nó sao? Nó lúc ấy nó liền giận tím mặt, nó phẫn nộ rời động phủ, sát khí trùng điệp phóng tới Tiêu Phàm, về sau liền có đại chiến giữa Tiêu Phàm cùng Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Mấy canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới đem đồ vật vơ vét thu hết vào trong không gian, thu liễm tâm thần, cẩn thận đánh giá tiểu không gian này. Địa phương này rất quỷ dị, rõ ràng rét lạnh vô cùng lại tra không được hàn khí phát ra từ nơi nào. Tựa như hàn khí này trống rỗng xuất hiện vậy. Nơi này không có khí tức tiểu kim và tiểu lang, cũng không có bất kỳ dấu vết chiến đấu, lấy thực lực tiểu kim, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao không thể miểu sát nó, có lẽ phía dưới đầm nước này còn có bí mật khác. Tiêu Phàm kiểm tra cẩn thận một lần, trong lòng thầm phân tích. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng, cũng cực kỳ không cam lòng. Oanh long long, đột nhiên, không gian bạch sắc mãnh liệt rung rung, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, mình có vẻ như không đụng vào thứ gì mà, làm sao đột nhiên lại rung. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm lách mình hướng bên ngoài chạy ra, cực tốc dọc theo đường cũ trở về,
dù là tu vi chiến hoàng trung kỳ, một khi bị mai táng phía dưới mặt đất mấy trăm trượng, đoán chừng hẳn phải chết là không hề nghi ngờ. Rất nhanh Tiêu Phàm liền rời thạch động, xuất hiện ở bên trong đầm nước. Siêu, một đạo hắc sắc lưu quang từ khóe mắt Tiêu Phàm xẹt qua, cực tốc hướng trên mặt nước lao đi, tốc độ nhanh chóng khiến Tiêu Phàm một trận kinh ngạc. Tiểu lang, Tiêu Phàm giật mình, hắn nhìn rất mơ hồ, nhưng đạo hắc sắc lưu quang kia cùng bóng lưng phong lang rất giống nhau, hắn tin tưởng bản thân không có nhìn lầm. Chỉ là, phong lang nếu như còn sống, vậy tiểu kim đâu? Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Oanh long long, đầm nước phía dưới lòng đất đột nhiên sụp đổ, một cỗ lực lượng thôn phệ to lớn hướng về Tiêu Phàm cuồng mãnh đánh tới. Tiêu Phàm nào dám do dự, như tiễn rời dây cung, xông thẳng lên không trung. Bên trong quá trình chạy trốn, hắn quay đầu nhìn một cái, lại bị dọa đến sắc mặt phát xanh. Chỉ thấy đầm nước đột nhiên ngưng kết thành băng xương, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Cái này so với chỗ không gian màu trắng khi nãy, trong nháy mắt ngưng kết thành băng xương còn khiến cho người kinh hãi hơn. Phải biết, mặt đất đang sụp đổ, đầm nước cuộn trào, thế này cũng có thể kết băng. Hơn nữa, băng xương chi lực từ đáy hồ cực tốc hướng về không trung khuếch tán, rất nhanh liền đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Mà mẹ nó, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, một cỗ cảm giác đại nguy cơ lượn lờ trong lòng, một khi bị băng xương chi ý đánh trúng, dù là chiến hoàng trung kỳ cũng hẳn phải chết chắc. Vô tình nhất kiếm, gầm lên một tiếng, cả người Tiêu Phàm trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, kiếm khí xé mở đầm nước, Tiêu Phàm lấy tốc độ cực hạn phóng tới không trung. Một vệt sáng từ trong đầm nước xông ra, ở chỗ này dù là chiến hoàng cảnh cũng vô pháp phi hành, Tiêu Phàm vừa mới ngự không, cơ hồ đã hao hết hơn phân nửa hồn lực của hắn. Tiêu Phàm xông ra mặt nước, cỗ băng xương chi ý cũng trong nháy mắt tới mặt nước. Trong lòng Tiêu Phàm hoảng sợ một trận, chỉ thiếu một chút xíu, bản thân liền bị đóng băng phía dưới đầm nước. Chẳng qua là khi hắn hướng phía dưới nhìn lại, lại phát hiện, toàn bộ mấy trăm trượng chu vi quanh đầm nước đều bị đông kết thành hàn băng, hơn nữa hàn băng này còn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Xung quanh đầm nước bãi cỏ, cổ thụ, toàn bộ đều bị đông kết thành băng điêu, thoáng cái trở thành một mảnh sông băng. Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, băng xương chi lực đáng sợ cỡ nào mới có thể tạo thành diện tích kết băng lớn như thế a? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, thân thể hắn đã đập ầm ầm phía trên mặt băng, hắn kêu thảm không thôi. Tam ca, công tử, hai đạo thanh âm vang lên. Lúc nghe được hai chữ tam ca, Tiêu Phàm ngược lại không có quá nhiều cảm giác, dù sao hắn biết rõ quan tiểu thất ở bên ngoài đang chờ hắn. Bất quá hai chữ công tử lại làm cho Tiêu Phàm run lên bần bật, bởi vì thanh âm này không phải người khác, mà là Phong Lang. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn, lại nhìn thấy Phong Lang chậm rãi đi đến, khí tức trên người đã mạnh hơn trước đó. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn đã đột phá đến chiến hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có mừng, ngược lại sốt ruột hỏi, tiểu lang, tiểu kim đâu? Tiêu Phàm không có nhìn lầm, đạo thân ảnh từ đầm nước phía dưới sống sót đi ra đúng là Phong Lang, chỉ là Phong Lang còn sống, vậy tiểu kim đâu? Nếu như tiểu kim không có việc gì, làm sao không cùng Phong Lang đi ra ngoài chứ? Nghĩ vậy. Trong lòng Tiêu Phàm có loại dự cảm không tốt. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Phong Lang cúi đầu, trầm mặc không nói, thần sắc khó coi vô cùng. Tiểu Lang, Tiểu Kim đến cùng làm sao? Tiêu Phàm kém chút nổi giận, bất quá hắn vẫn cưỡng ép nhịn xuống. Ta cũng không biết. Phong Lang lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, còn có một tia kiên định, nói ta tin Tiểu Kim không sao, nó nhất định sẽ đi ra. Đến cùng là phát sinh cái gì? Tiêu Phàm hít sâu một hơi nhìn đầm nước đóng băng kia đã đóng băng luôn cả mặt đất. Hắn biết tất cả những thứ này khẳng định cùng Phong Lang và Tiểu Kim có quan hệ. Trước đó hắn cũng tiến vào một không gian bạch sắc băng xương, nhưng cùng băng xương chi khí so ra, lại là Tiểu Vu gặp Đại Vu, hoàn toàn không tính là gì. Lúc ấy, ta theo Tiểu Kim uống máu của Quan Huynh, sử vô pháp vừa đó liền chạy tới. Thần sắc Phong Lang có chút mê ly, tiến vào bên trong hồi ức. Sự tình phía trước quan tiểu thất cùng Tiêu Phàm đã nói qua, Tiêu Phàm chỉ muốn biết rõ hai người nhảy vào đáy hồ về sau phát sinh cái gì, vì sao Tiểu Kim không đi ra. Phong Lang không am hiểu ngôn từ, nhưng đem sự tình nói đại khái.
Lúc đầu, hai người bọn hắn nhảy vào bên trong đầm nước, máu quan tiểu thất cũng chậm chậm có tác dụng, lại thêm đầm nước có hàn ý thấu xương, ý thức hai người hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là bốn phía đen kịt vô cùng, hơn nữa hồ nước có tác dụng ăn mòn hồn lực, Tiểu Kim và Phong Lang cũng căn bản thấy không rõ phương hướng, chỉ có thể tiến lên phía trước. Lúc chúng ta chìm xuống khoảng 50, 60 trượng, nhìn thấy sự vô pháp bọn hắn không đuổi theo, ta liền nói với Tiểu Kim không cần thiết tiếp tục chìm xuống, bởi vì phía dưới hồ nước cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nói đến đây, thần sắc Phong Lang cực kỳ ngưng trọng. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm biết bọn hắn nhất định là tiếp tục chìm xuống, bằng không thời điểm bản thân luyện hóa năng lượng băng thuộc tính trong đầm nước, bọn hắn nên phát hiện mình tồn tại mới đúng. Ta khuyên Tiểu Kim đừng mạo hiểm, nhưng Tiểu Kim lại cực kỳ hưng phấn, hắn nói cho ta biết, lần này có đồ vật nó muốn có được, hoặc có lẽ là có thứ gì đang triệu hoán nó. Phong Lang hít sâu một hơi. Cùng Tiểu Kim ngốc hơn mấy tháng, Phong Lang cũng có thể đại khái nghe hiểu Tiểu Kim có ý tứ gì, huống chi Tiểu Kim vốn nhân tính hóa, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Có đồ vật triệu hoán nó, thứ gì, sắc mặt quan tiểu thất cứng lại, lộ ra thần sắc hiếu kỳ như trẻ con. Phong Lang lắc đầu, nói ta cũng không biết, ta chỉ theo chân Tiểu Kim, đang lúc chìm xuống khoảng 100 trượng, nó đột nhiên tiến vào một cái thạch động đen kịt. Chờ đã, người nói 100 trượng dưới đầm nước có một cái thạch động, mà không phải là đáy hồ. Tiêu Phàm cắt ngang lời nói Phong Lang, bởi vì hắn là tại đáy hồ nhìn thấy thạch động to lớn kia. Không phải là đáy hồ. Phong Lang lắc đầu. Tiêu Phàm cũng là buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải thạch động đáy hồ kia, liền sẽ không gặp phải Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, bằng không, hai người coi như gặp nạn. Thạch động rất nhỏ, vừa lúc chỉ cho phép một người thông qua. Tiểu Kim biến hóa thân hình, cấp tốc tiến lên, bắt đầu thạch động đen kịt vô cùng. Nhưng chậm rãi đã có tia sáng, còn mang theo một hơi khí lạnh, theo tia sáng càng ngày càng mạnh, hàn ý cũng càng ngày càng đậm. Phong Lang hít sâu một hơi, nói tiếp. Cảm nhận được hàn ý kia, Phong Lang cũng không khỏi lạnh run, bất quá còn trong phạm vi hắn chịu đựng được, dù sao hắn cũng là cường giả chiến hoàng cảnh. Chỉ là theo tiếp tục thâm nhập vào sâu, Phong Lang cũng rốt cục tiếp nhận không được, thân thể bắt đầu run rẩy lên, cũng ngay tại thời điểm này. Tiểu Kim cùng Phong Lang đi tới một mảnh quảng trường rộng rãi sáng tỏ. Trên quảng trường lạnh lẽo thấu xương, mặt đất đều là vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành, trong đó hồn lực cùng linh khí ngưng tụ đã có thể so với cực phẩm hồn thạch. Lúc ấy Phong Lang trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, toàn bộ quảng trường cực phẩm hồn thạch, cái kia có bao nhiêu đây? Cho dù là Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất nghe được nơi này cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng Tiểu Kim lại nhìn đều không nhìn vạn niên hàn băng trên mặt đất, mà hướng về phía trước đi đến. Bởi vì quá mức chấn kinh, Phong Lang vậy mà không có phát hiện, phía trước quảng trường lại là một tòa cung điện thủy tinh to lớn. Cung điện thủy tinh óng ánh trong suốt, thập phần to lớn, hùng vĩ, nhưng lại tản ra khí tức cổ phác tang thương. Tiểu Kim ý thức mê ly, tựa như đã hoàn toàn chìm vào trong đó. Phong Lang làm sao kéo đều kéo không được nó. Cuối cùng Tiểu Kim cũng tỉnh lại, để Phong Lang bên ngoài chờ. Đồng thời nói cho Phong Lang, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải lập tức rời khỏi nơi đây. Phong Lang lúc ấy rất muốn cùng Tiểu Kim đi vào chung, nhưng cỗ băng hàn chi khí đáng sợ kia căn bản hắn không thể tiếp nhận. Tiểu Kim vốn là tuyết sư biến dị, có thể tiếp nhận băng hàn chi ý cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu quả thật như Phong Lang nói, bên trong thủy tinh cung điện có thứ gì đang triệu hoán Tiểu Kim, có lẽ Tiểu Kim thật đúng là không có việc gì, đương nhiên, cũng không được phủ định, nơi đó có thể là một cái bẫy. Về sau, ta không có đi vào, liền ở trên quảng trường tu luyện, một bên chờ đợi nó, thế nhưng là chờ mấy ngày vẫn không thấy Tiểu Kim đi ra. Ánh mắt Phong Lang lộ ra vẻ lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân hắn mặc dù lo lắng cho Tiểu Kim nhưng lại không biết Tiểu Kim có còn sống hay không. Ngừng lại, Phong Lang lại nói, trước đây không lâu, cung điện thủy tinh đột nhiên tản ra một cỗ băng hàn chi khí khổng lồ, lúc ấy ta đã đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, nhưng vẫn không tiếp nhận được cỗ hàn ý đáng sợ kia. Ngay từ đầu còn có thể kiên trì, nhưng thời gian hơn nửa chén trà nhỏ, ta liền không kiên trì nổi, cho nên mới rời đi, chỉ là không nghĩ tới. Nói đến đây, Phong Lang không có nói tiếp, mà rung động nhìn cảnh sắc băng phong bốn phía.
nếu như không phải hắn kịp thời rời đi, đoán chừng hắn cũng đã bị băng phong tại quảng trường vạn niên hàn băng. Sớm biết như thế, ta sẽ liều mạng ngăn cản Tiểu Kim. Trong mắt Phong Lang hiện lên vẻ ảo não. Việc này không trách ngươi, mặc dù bây giờ Tiểu Kim sinh tử không biết, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tiêu Phàm vỗ bả vai Phong Lang an ủi. Không sai, Tiểu Kim người hiền tự có thiên tướng. Quan Tiểu Thất cũng gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Lang, người có biết cung điện thủy tinh tên gọi là gì hay không? Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi. Tòa cung điện này quỷ dị như vậy, nghĩ đến cũng không phải là đồ vật đơn giản. Hắn nắm giữ tu la truyền thừa, có lẽ có thể tìm tới một chút đồ vật liên quan tới cung điện này. Lúc ấy ta xa xa liếc mắt một cái, cung điện kia mặc dù thập phần mông lung, thấy không rõ điều khắc cùng đường vân bên ngoài, nhưng phía trên cung điện lại treo một khối bảng hiệu màu xanh thăm thẳm, trên đó viết ba chữ. Phong Lang suy nghĩ một chút nói, sau đó dùng hồn lực tại hư không mô phỏng ra ba chữ. Chữ kia thập phần quỷ dị, cùng với ngôn ngữ nhân tộc chiến hồn đại lục có chút khác biệt. Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lúc nhất thời không nhận ra. Ngược lại Phong Lang đột nhiên mở miệng nói, ba chữ này hẳn là ba chữ cổ, gọi là Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung, Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất nghi hoặc không thôi. Tiêu Phàm bên trong tu la truyền thừa tìm thời gian thật dài, nhưng mà không thu hoạch được gì. Tu la truyền thừa cũng chưa từng ghi chép Nguyệt Thần Cung. Nếu không còn gì khác có lẽ là do ta bây giờ còn chưa có tư cách nhìn thấy tin tức liên quan tới nó. Trong lòng Tiêu Phàm bổ sung một câu, đem ba chữ Nguyệt Thần Cung in thật sâu vào trong đầu. Nơi này chính là Mê Huyễn Lâm, không phải một mảnh vũ lâm à, làm sao biến thành sông băng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Có phải là nơi này hay không, đi vào nhìn xem, bây giờ đúng là mê vụ không phải càng tốt sao? Không sai. Nếu quả thật có một đầu dao, vừa vặn đem nó hàng phục, ha ha, cho dù đại long ta mặc dù hồn thú vô số, nhưng không mấy người gặp qua dao. Cưỡi dao long thay đi bộ, ngẫm lại liền thoải mái, lấy thực lực chúng ta, nếu không có thuế biến thành dao long, hàng phục nó tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Từng đạo âm thanh không kiêng nể gì cả, cực kỳ tùy tiện vang lên. Là người đại long đế triều, thần sắc bọn Tiêu Phàm cứng lại, nhất là Tiêu Phàm. Trong lòng càng lạnh lùng không thôi, những người này thật đúng là cuồng vọng tự đại, muốn đến nơi này bắt giao long sao? Tam ca, làm sao bây giờ? Quan Tiểu Thất nhìn Tiêu Phàm nói. Hồn lực Tiêu Phàm tản ra khiến thần sắc hắn ngưng lại, bởi vì Mê Huyễn Lâm bị băng phong, đối với tu sĩ đã không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Hơn nữa, những tu sĩ đại long bên ngoài đến đó còn mang theo không ít hồn thú loài chim, đập cánh vải đã tới gần bọn hắn. Cho dù bọn hắn muốn đi cũng đã không kịp. Nếu không trước rời nơi này đi, gặp Tiêu Phàm không nói, Quan Tiểu Thất lại hỏi. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm gật đầu, ung dung hướng về bên ngoài, lưu ở chỗ này đã không có quá nhiều giá trị. Chậm như vậy, không sợ bị bọn hắn phát hiện sao? Quan Tiểu Thất cau mày một cái. Không sợ, bởi vì bọn hắn đã phát hiện. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói. Ách, Quan Tiểu Thất nhất thời im lặng, không biết làm sao. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, chỗ sâu đáy mắt lấp lóe ý định giết sạch, những tu sĩ đại long này nếu như mở to mắt thì thôi, nếu như không có mắt vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tiêu Phàm nỗi lòng vừa mới kéo trở về, không trung đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, bây giờ tên Tiêu Phàm sớm đã vang vọng Ly Hỏa Đế Đô. Tu sĩ đại long đến cổ địa bí cảnh cơ hồ tất cả mọi người liếc mắt đều nhận ra hắn. Hô hô, theo tiếng này kêu to, không ít tu sĩ từ bốn phía chạy đến vây quanh Tiêu Phàm, mặt đất thêm ra ba tu sĩ, mỗi người đều ngồi ở trên lưng một đầu hồn thú to lớn, uy phong lẫm lẫm, từ trên cao quan sát Tiêu Phàm. Mà không trung phía trên cũng thêm ra ba đạo thân ảnh, tăng thêm hai người. Bọn hắn đều cưỡi hồn thú thất giai loài chim, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, nghe nói nơi này có một đầu dao, dao đâu? Phía trên không trung, một tử bào thanh niên đứng ở trên lưng Tử Vân Ưng ngữ khí lạnh như băng nói. Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, hắn rất khó chịu ngữ khí bọn tu sĩ Đại Long cao cao tại thượng. Lão tử cũng không phải người Đại Long ngươi, tất yếu phải phản ứng ngươi sao? Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết bọn hắn vì sao phách lối như thế.
bởi vì ở bên trong cổ địa bí cảnh, tu sĩ đều hạn chế phi hành, chỉ có hồn thú loài chim mới có thể ngự không mà đi. Liền tựa như chiến tông cảnh cùng chiến vương cảnh chênh lệch, trước mặt chiến tông cảnh chiến vương cảnh đã rõ ràng ở thế bất bại. Cùng ngươi nói chuyện đấy, Tử Bào thanh niên thập phần khó chịu nói, phất tay, một đạo kiếm khí bắn xuống, ngăn đường đi Tiêu Phàm bọn hắn. Tiêu Phàm ba người dưới chân lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát đạo công kích kiếm khí kia, mặt băng cũng là bị kiếm khí mở ra một vết nứt to lớn. Ngươi muốn chết sao? Quan Tiểu Thất giận tím mặt, đưa tay liền chuẩn bị một tiễn hướng về không trung vọt tới, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Ngươi xác là đang nói chuyện cùng ta? Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra ý cân nhắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về Tử Bào thanh niên phía không trung. Vậy ngươi còn tưởng rằng là ai? Tử Bào thanh niên nhếch miệng cười nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm ngươi rất mạnh, nhưng không thể phi hành, căn bản không làm gì được ta. Tiêu Phàm liếc Tử Bào thanh niên, híp mắt nói, nếu là cùng ta nói chuyện, vậy liền xuống dưới rồi nói, đừng coi bản thân tài trí hơn người. Ha ha, tiểu gia chính là tài trí hơn người thì như thế nào? Tiêu Phàm, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại ngươi có thể làm gì được ta? Tử Bào thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, giống như nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, hắn trong lòng cực kỳ sảng khoái. Ta không làm gì được ngươi, bọn họ thì sao? Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về ba người phía mặt đất nói. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm quét tới, ba tu sĩ đại long trên mặt đất biến sắc, trong lòng đem tổ tông 18 đời Tử Bào thanh niên đều ân cần thăm hỏi 100 lần. Ngươi ở trên không trung, Tiêu Phàm không làm gì được ngươi, chúng ta đang trên mặt đất mà, đến nhất tử đều không phải đối thủ của sát thần này, giết chúng ta há không phải dễ như trở bàn tay sao? Tiêu Phàm, có bản sự ngươi nhằn vào ta này, bọn họ cùng ngươi không oán không cừu. Tử Bào thanh niên sắc mặt trầm xuống, Tiêu Phàm ngươi không phải ngạo mạn sao? Uy hiếp người nhỏ yếu tính là bản sự gì? Tử Bào thanh niên giận mắng Tiêu Phàm căn bản nhắm mắt làm ngơ, thản nhiên nói, ta rất muốn biết, là ai nói cho các ngươi nơi này có giao long? Tự nhiên là có người nói cho, nhưng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Tử Bào thanh niên không buông tha bất luận cơ hội gì khiến Tiêu Phàm ăn quả đắng. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang hai người phẫn nộ nhìn Tử Bào thanh niên trên không trung, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Tên gia hỏa này thật đúng là không phải không tự trọng bình thường, thực coi là mình có thể phi hành thì chúng ta không làm gì được ngươi sao? Cút xuống, đột nhiên, Tiêu Phàm gầm lên, bang một tiếng, một đạo bạch sắc quang mang từ trong mắt mọi người lóe qua, chẳng biết lúc nào, trong tay Tiêu Phàm xuất hiện một chuôi trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, vào vỏ, động tác thập phần đơn giản. Ha ha, Tiêu Phàm, ta đây cách mặt đất hơn 200 mét. Kiếm khí ngươi có thể đi xa như vậy sao? Cho có thể, ta cũng tùy thời có thể tránh thoát. Tử Bào thanh niên một mặt đắc ý, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Tử Vân Ưng đột nhiên kêu to một tiếng, bên trong thân thể đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm khí sắc bén. Phốc phốc, hư không huyết vũ huy sái, thất giai sơ kỳ Tử Vân Ưng trực tiếp bị kiếm khí kia tách rời. Ttt, một màn này. Tu sĩ đại long khác nhìn tê cả ra đầu, một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn hắn căn bản phản ứng không kịp, thất giai sơ kỳ Tử Vân Ưng liền trực tiếp bị chém chết. Cứu ta, Tử Bào thanh niên kinh khủng kêu to, thân thể trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, nhưng mà ba tu sĩ khác trên không trung chẳng những không cứu hắn, ngược lại còn hướng về phía khác lao đi. Nói đùa gì thế, độ cao 2-300 mét đều bị Tiêu Phàm một kiếm chém chết, chúng ta xuống cứu ngươi. Há không phải cách Tiêu Phàm càng thêm gần. Sắc mặt Tử Bào thanh niên hoàn toàn thay đổi, hắn điều động hồn lực muốn ngự không phi hành đào tẩu, nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh từ mặt đất bay lên, tốc độ nhanh vô cùng, thoáng cái liền xuất hiện ở trên lưng hắn. Xuống dưới, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, dưới chân dùng lực, thể nội Tử Bào thanh niên lập tức truyền đến một trận tiếng ken két, Tiêu Phàm một cước giẫm trên người hắn, trùng điệp hướng về mặt đất rơi xuống. Oanh! Mặt băng nổ vang, lít nha lít nhít vết nứt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, hư không băng thạch bắn ra bốn phía, sáu người đại long khác nhìn thấy một màn này đều hít một hơi lạnh. Một cước này cho dù nếu không đoạt mệnh Tử Bào thanh niên, đoán chừng cũng tàn tật. Sáu người thấy thế nào còn dám lưu ở nơi đây, không chút do dự hướng về bốn phía chạy trốn.
Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất hít sâu một hơi, trong lòng trầm ngâm, những ngày này không gặp, có vẻ như Tiêu Phàm so với trước kia càng thêm cường đại. Khụ khụ, một trận ho khan truyền đến, chỉ thấy Tử Bào thanh niên máu me khắp người, trong miệng máu tươi cuồng phun, nôn trên không trung lại rơi trên mặt hắn, thập phần huyết tinh. Tiêu Phàm một cước giẫm trên đầu Tử Bào thanh niên, thân thể cúi xuống, con người băng lãnh nhìn Tử Bào thanh niên, nói ta không làm gì được ngươi sao? Thực không biết ngươi lấy dũng khí ở đâu ra. Tử Bào thanh niên liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Phàm, hắn nào biết rõ thực lực Tiêu Phàm vậy mà đáng sợ như thế. Cách nhau hơn 200 mét đó, kiếm khí hắn vậy mà im ắng chém chết thất giai sơ kỳ Tử Vân Ưng, nếu như một kiếm kia Tiêu Phàm nhằm vào hắn, vậy hắn há không phải đã chết. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã thành công chọc giận ta, bằng không ngươi đã chết. Thấy Tử Bào thanh niên không nói lời nào, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Tử Bào thanh niên dư quang vừa hay nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Phàm, toàn thân giật mình. Nói đi, là ai nói cho ngươi biết nơi này có dao? Tiêu Phàm lại nói, hắn luôn cảm giác việc này không đơn giản. Ngươi buông ta ra trước. Tử Bào thanh niên giãy giụa nói. Tiêu Phàm cười cười, đạo máu kim sắc quang mang tiêu không một tiếng động tiến vào thể nội Tử Bào thanh niên, sau đó thả Tử Bào thanh niên ra. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, ngược lại Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất gắt gao nhìn chằm chằm Tử Bào thanh niên, sợ Tử Bào thanh niên chạy trốn. Ánh mắt Tử Bào thanh niên lấp lóe một cái, ấp a ấp úng nói, là Sử Vô Pháp. Thật đúng là Sử Vô Pháp, Tiêu Phàm sớm đã có phỏng đoán, không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng. Trước đó tại bên ngoài Mê Huyễn Lâm nhìn thấy Sử Vô Pháp, hắn đang âm thầm quan sát nơi này, có lẽ thực sự là hắn. Quan Tiểu Thất vội vàng mở miệng nói. A, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh, liên tưởng đến một chút tin tức trước đó. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch nguyên do, trong lòng lạnh giọng nói, Sử Vô Pháp từng bước ép sát, lại một vòng tiếp một vòng, thật đúng là nhân vật khó có thể đối phó. Tử Bào thanh niên hiển nhiên chỉ là công cụ Sử Vô Pháp cố ý dùng để dò xét sinh tử Tiêu Phàm mà thôi. Đúng thật là Long Đế cực kỳ ưa thích thuần dưỡng sủng vật, nghe được có giao long xuất hiện, bọn hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. Đáng tiếc, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở nơi này, về phần cái gọi là giao long, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Siêu, đang lúc ba người Tiêu Phàm thất thần, Tử Bào thanh niên đột nhiên hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện hướng về băng phong trong cổ lâm phóng đi. Chạy đi đâu, Quan Tiểu Thất Dương Liệt Nhật cung lên, mũi tên đặt lên cung. Thiếu chút nữa thì bắn ra. Ta còn có lời muốn hỏi hắn, giết hắn hơi sớm một chút. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bắt lấy cung tiễn Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất cau mày một cái, cũng không phải hắn muốn phản bác lời nói Tiêu Phàm, mà là Tử Bào thanh niên đã chạy, sau đó chả hỏi thế nào hắn. À, đang lúc Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang nghi hoặc, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế tiếng. Chỉ thấy Tử Bào thanh niên một đầu ngã quỵ ở trên mặt băng, thân thể co ro trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy thể nội hồn lực trong nháy mắt bị rút sạch, lục phủ ngũ tạng bị vô số con kiến gặm nuốt, loại thống khổ này đơn giản không phải người có thể tiếp nhận. Ta không để ngươi đi không nổi. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới bên người Tử Bào thanh niên, nói, đừng tưởng là ta chưa thấy qua ngươi, lần trước yến hội Đông Cung, ngươi là ngồi ở phía dưới Đại Long Bát Thỉ. Nghĩ đến ngươi tại Đại Long Đế Triều cũng có mấy phần địa vị nhỉ. Nghe thấy lời nói Tiêu Phàm, Tử Bào thanh niên run run, nguyên bản hắn coi là bản thân sẽ không quá dễ thấy, chỉ ít Tiêu Phàm sẽ không nhớ ra mình mới đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà nhớ kỹ hình dạng hắn, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy Tiêu Phàm còn không quên. Chẳng lẽ thực lực hắn uy hiếp được Tiêu Phàm, bằng không hắn làm sao nhớ ra mình, đang lúc Tử Bào thanh niên méo mó. Thể nội đau đớn càng thêm hung mãnh, giống như thủy triều, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Hắn nào biết Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được, 18 người mạnh nhất Đại Long Đế Triều, mặc dù Tiêu Phàm không biết danh tự bọn hắn, nhưng là hình dạng mỗi người, Tiêu Phàm đều ghi nhớ trong đầu. Ta nói. Tử Bào thanh niên đau đớn khó nhịn, không chút do dự kêu lên. Nói, Tiêu Phàm quát lên, trong lòng hắn cổ quái một trận. Hình như ta không bảo ngươi nói cái gì, làm sao lại không đánh đã khai rồi.
Bất quá trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, dù sao cũng là cường giả chiến hoàng, cùng Quân Lạc so sánh đều xa xa không bằng. Quân Lạc có thể kiên trì một hồi lâu, Tử Bào thanh niên này mới một lúc đã không kiên trì nổi. Là Sử Vô Pháp nói cho chúng ta nơi này có giao long. Tử Bào thanh niên không chút do dự nói ra, đại đế tử mệnh lệnh chúng ta chế phục tất cả thất giai hồn thú trong cổ địa bí cảnh, đến thời điểm diệt sát người đại ly đế triều ngươi, tốt nhất là một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang hiện lên sát khí. Ngược lại Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, hữu ý vô ý nói ra, thật đúng là một người so một người hung ác hơn. Nam Cung Thiên Giật cũng như thế, phàm là người khác phản kháng, chuẩn bị toàn bộ lưu tại bên trong cổ địa, không nghĩ tới Long Tiêu vậy mà cũng là âm tàn như thế, người đại gia tộc quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Nam Cung Thiên Giật cũng muốn tiêu diệt tu sĩ Đại Long. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, không chỉ là diệt tu sĩ Đại Long, phàm là người không thần phục Nam Cung Thiên Giật. Đều phải chết. Tiêu Phàm đè thấp lấy thanh âm nói, sắc mặt khó coi vô cùng. Trong lòng Tử Bào thanh niên giật mình, hắn có thể nhìn ra Tiêu Phàm cũng không phải là đang nói láo, bản thân Đại Long Đế Triều là muốn thu phục tất cả thất giai hồn thú diệt sát tu sĩ Đại Ly Đế Triều. Nhưng Đại Ly Đế Triều lại có thủ đoạn gì để đối phó đại tu sĩ Long Đế đây? Trong lòng Tử Bào thanh niên có thật nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng đều bị lật đổ. Càng là như thế, hắn càng kinh hồn táng đảm. Có thể nghĩ ra thủ đoạn cũng không phải là nguy hiểm nhất, chỉ có những người không muốn người khác biết thủ đoạn mới là đáng sợ nhất, Tử Bào thanh niên biết rõ điểm này. Đúng rồi, Đại Long Đế Triều ngươi có vẻ như cực kỳ am hiểu thuần thú, có thủ đoạn cụ thể gì? Quan Tiểu Thất đột nhiên hỏi. Nghe được cái này, Tiêu Phàm cùng Phong Lang cũng hứng thú, nếu như có thể được loại thủ đoạn này, thứ nhất có thể thuần phục hồn thú. Thứ hai cũng có thể phá hư kế hoạch Đại Long Đế Triều. Thực lực, đánh tới lúc nó thần phục, Tử Bào thanh niên không chút do dự nói ra. Mấy người Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng, đây đúng là phương pháp trực tiếp, chỉ là muốn thu phục hồn thú cường đại cao hơn tu vi mình vậy thì có chút khó, đến thời điểm đó lại bị hồn thú thu phục thì hay rồi. Cũng đúng lúc này, một đạo thất thải hồng mang từ cuối chân trời trời hiện lên, hình thành một đầu thất thải quang trụ kết nối thiên địa. Cột sáng vô cùng to lớn, ẩn chứa hồn lực ba động cường đại, thật lâu không tiêu tan. Hồn lực ba động thật cường đại, hẳn là có người phá công kích hạn chế hồn giới, có lẽ có dị bảo xuất thế. Phong Lang bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngay tại lúc đó, phàm là tu sĩ tiến vào cổ địa bí cảnh, cơ hồ đều thấy một đạo thất thải quang trụ, rất nhiều người nhao nhao hướng về cột sáng kia kích xạ đến, tựa như không muốn sống. Chúng ta cũng đi qua. Quan Tiểu Thất thử thăm dò hỏi, vừa nghe đến hai chữ dị bảo, hắn liền nổi hứng. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật đầu, lập tức đạp không mà lên, hướng về cuối chân trời. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang cấp tốc cùng đi theo, rất nhanh liền biến mất ở bên trong ánh mắt Tử Bào thanh niên. Tử Bào thanh niên ngơ ngác đợi tại chỗ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thiếu chút nữa thì khóc lên, ha ha, ta còn sống, ta còn sống. Tử Bào thanh niên đã được chứng kiến sự tàn nhẫn của Tiêu Phàm, có thể từ trong tay Tiêu Phàm sống lại, hắn sao có thể không cao hứng. Có thể từ trong tay sát thần sống sót, ta thật quá may mắn đi. Nam tử áo bào tím khó nén kích động trong lòng, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, hít sâu một hơi nói, không được, ta phải lập tức nói cho đại đế tử, Nam Cung Thiên Giật đang chuẩn bị ứng phó tu sĩ Đại Long ta. Nghĩ vậy Tử Bào thanh niên lộn nhào. Căn bản không kịp chữa thương liền biến mất ở bên trong băng phong tùng lâm. Ngay sau khi Tử Bào thanh niên biến mất, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí Tử Bào thanh niên trước đó. Ba đạo bóng người không phải ai khác, chính là ba người Tiêu Phàm đã đi nhưng quay lại. Công tử, vì sao không giết chết hắn? Phong Lang cau mày nói, con người vô cùng băng lãnh. Tử Bào thanh niên vũ nhục Tiêu Phàm, ở trong mắt Phong Lang, hắn sớm đã là một người chết. Giết hắn liền không có quá nhiều giá trị. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu là Sử Vô Pháp dẫn hắn đến, có lẽ hắn biết rõ Sử Vô Pháp ở nơi nào. Chúng ta cùng đi theo. Quan Tiểu Thất hỏi, vừa nói đến ba chữ Sử Vô Pháp này, con người Quan Tiểu Thất liền đỏ bừng vô cùng. Tử Điện Điêu là bởi vì Sử Vô Pháp mà chết, Quan Tiểu Thất không giết Sử Vô Pháp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá có sự tình lần trước, lần này Quan Tiểu Thất coi như thập phần bình tĩnh.
bây giờ Tiểu Kim sống chết không rõ đều là bởi vì hắn, trong lòng hắn dù sao cũng hơi tự trách. Yên tâm, Tiểu Kim sẽ không có việc gì. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tâm tư quan Tiểu Thất, nói, không cần thiết đi theo, hiện tại đoán chừng phần lớn người đều biết bay chạy về phía thất thải quang trụ, Sử Vô Pháp cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm nhìn qua thất thải quang trụ to lớn kia, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an, về phần chỗ nào không đúng Tiêu Phàm lại nói không được. Cổ địa bí cảnh này thập phần quỷ dị, có nơi không có chút sinh cơ, đất cằn nghìn dặm, nhưng có địa phương đến thất giai hồn thú đều có không ít, thậm chí còn xuất hiện hồn điêu thú. Lại nghĩ tới Ninh Xuyên, Sở Khinh Cuồng bọn hắn đã từng có khả năng từng tiến vào nơi này, vậy nơi này liền càng quỷ dị hơn. Bọn hắn đều biết, Nam Cung Thiên Giật làm sao có thể không biết đây. Quân Lạc từng nói, Nam Cung Thiên Giật muốn đem tất cả người phản đối hắn giết chết ở chỗ này, vậy hắn đến cùng có cái gì ỷ vào, chẳng lẽ là hắn phát hiện bí mật cổ địa bí cảnh. Nỗi lòng Tiêu Phàm thập phần không yên, bất quá hắn vẫn quyết định tiến đến điều tra một phen. Nam Cung Thiên Giật rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến nỗi làm Tiêu Phàm sợ hãi. Huống chi, bên trong cổ địa bí cảnh cường giả cũng không ít, Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên những người này đều là cao thủ nhất đẳng. Chính là bản thân một phương, Bàn Tử, Tiểu Minh, Thiên Tàn, Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong mấy người cũng không phải hạng người nhỏ yếu. Nơi này không cách nào phi hành, nhưng tốc độ mấy người Tiêu Phàm cũng không chậm, một canh giờ lao nhanh mấy trăm dặm. Tại nơi gần thất thải quang trụ, tu sĩ cách nhau khá gần đã chạy tới, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thất thải quang trụ vô cùng rộng lớn, tất cả mọi người mắt đều trợn tròn. Thất thải quang trụ cũng không phải chu vi hơn 10 trượng, cũng không phải chu vi mấy trăm trượng, mà là chu vi 5-6 ngàn trượng, chu vi chính là hơn 30 dặm. Tại bên trong thất thải quang trụ, đình đài lâu vũ vô số, đại điện nguy nga, đại khí hùng hồn tản ra một cỗ khí tức cổ xưa lại tang thương. Những kiến trúc này cố nhiên thu hút ánh mắt người xem, nhưng ánh mắt tu sĩ chạy tới lại không rơi vào phía trên những kiến trúc kia, mà là rơi vào một đỉnh núi nhỏ ở trung tâm những kiến trúc này. Trên đỉnh núi nhỏ đứng vững một gốc cổ thụ to lớn, rễ cây cứng cáp hữu lực, thân cành cực đại đứng vững vươn lên tận mây xanh, giống như từng đầu hàng dài, rất có thế tiềm long xuất hải. Phiến lá cổ thụ không phải rất nhiều, chỉ có ngẫu nhiên tô điểm vài lá, phía trên phiến lá tản ra thất thải hào quang, trong suốt lấp lóe, giống như ngàn vạn sao trời nhỏ lập lòe tỏa sáng. Cho dù cách màn ánh sáng bảy màu đám người cũng có thể cảm nhận được cây cổ thụ kia phát ra hồn lực khổng lồ, hít thở cũng đều cảm thấy toàn thân thư thái. Nhìn kỹ phía dưới phiến lá chỗ thất thải có từng khỏa thất thải chi sắc, trái cây giống như từng đầu tiểu long treo ngược trên đó, tựa như muốn sống lại. Hồn lực khổng lồ, chẳng lẽ là long hồn thụ trong truyền thuyết, trời ạ, hơn ngàn năm khó gặp đó. Hồn lực khổng lồ như thế, long hồn thụ này khẳng định kết long hồn quả. Nghe đồn long hồn quả vào miệng tan đi, ẩn chứa hồn lực tương đương với hồn lực hồn hải một tu sĩ chiến đế cảnh, hơn nữa luyện hóa không có bất kỳ tác dụng phụ, nếu như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho người ta tiến thêm một bước. Nhanh lên, phá vỡ thất thải kết giới xông vào. Đừng bỏ qua long hồn quả. Rất nhiều tu sĩ điên cuồng kêu to lên, tựa như đánh máu gà, hưng phấn tới cực điểm, so với nhìn thấy mỹ nữ không mảnh vải che thân còn kích động hơn. Long hồn quả, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, đối với chiến đế cảnh cùng với tu sĩ phía dưới mà nói, quả thực chính là chí bảo. Long hồn quả ẩn chứa hồn lực có thể làm cho chiến đế có khả năng đột phá một cảnh giới, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. So sánh với bát phẩm đan dược còn quý giá hơn. Có thể tiến vào cổ địa bí cảnh, cũng chỉ là người trẻ tuổi chiến hoàng cảnh, trong mắt bọn họ, bát phẩm đan dược đều là bảo bối cực kỳ khó được, huống chi long hồn quả quý hiếm bậc này. Về phần những kiến trúc kia cũng là bị bọn hắn hoàn toàn coi nhẹ, nếu như có thể yên tĩnh nhìn, bọn hắn tuyệt đối có thể nhìn ra những kiến trúc này bất phàm. Oanh long long, từng đợt tiếng nổ kịch liệt vang lên, rất nhiều tu sĩ nhao nhao xuất thủ. Công kích thất thải quang trụ, nhưng căn bản công kích bọn hắn không có bất kỳ hiệu quả gì, màn ánh sáng bảy màu đều không có rung động một cái. Đúng lúc này, bên ngoài màn ánh sáng bảy màu mấy dặm, bên trong một mảnh núi rừng đứng đấy một đạo bóng người, lạnh lùng nhìn tất cả phía xa, khóe miệng hiện ra một vòng u quang. Thiên cơ môn rốt cuộc tái hiện thế gian, chỉ cần thất thải thần văn giới bị phá vỡ,
thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bóng người tà tà phun ra một câu, sau đó quỷ dị biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đám người lại điên cuồng công kích tới màn ánh sáng bảy màu, bọn hắn nào biết rõ, màn ánh sáng bảy màu này gọi là thất thải thần văn giới. Nếu như cẩn thận quan sát, phía trên màn ánh sáng bảy màu xác thực lưu động một tia hồn lực thần bí. Những tia hồn lực này mặc dù không có quá nhiều quy luật nhưng lại dẫn dắt toàn bộ thất thải quang trụ. Bà nội cha nó, màn ánh sáng bảy màu này rốt cuộc là đồ vật quái quỷ gì, phòng ngự cường đại như thế. Nhanh phá vỡ, long hồn quả có hạn, đến thời điểm nhiều người đến sẽ rất khó cướp được, ta nhất định phải lấy được long hồn quả. Chỉ cần được long hồn quả, về sau chắc chắn nhất phi trùng thiên, ha ha. Tu sĩ chạy tới nơi đây càng ngày càng nhiều. Vừa nghĩ tới long hồn quả, mọi người cũng càng thêm ra sức, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới một cỗ đại nguy cơ lặng lẽ giáng lâm. Siêu 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 từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, nhao nhao rơi vào bên ngoài thất thải quang trụ, mắt lộ ra tinh quang nhìn long hồn thụ phía xa. Thành trì thật cổ xưa, những kiến trúc kia có vẻ như có mấy ngàn năm rồi. Phía trên một dãy núi, ảnh phong kinh dị nhìn phương xa. Thiên Tàn cùng bàn tử hai người cùng hắn song song mà đứng, cau mày. Tại sao ta cảm giác những kiến trúc kia chẳng khác nào có sinh mệnh? Bàn tử hít sâu một hơi, ánh mắt từ trên long hồn thụ thu hồi lại, rơi vào bên trên những kiến trúc chỗ gần kia. Ảnh phong cùng Thiên Tàn hai người cũng quay người nhìn lại, những kiến trúc kia có khi như rồng cuộn, có khi như mãnh hổ hạ sơn, lại có hình dạng phi cầm dương cánh. Hình thái ngàn vạn lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, lần đầu tiên nhìn qua, đây chẳng qua là kiến trúc cổ xưa, không hề giống sinh linh. Nhìn lần thứ hai lại bắt được một tia thần vận, có sinh linh chi hình. Nhìn càng lâu, những kiến trúc kia lại càng giống như vật sống, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Ta xem chúng ta vẫn nên rời đi thì tốt hơn, nơi này rất quỷ dị. Ảnh phong hít sâu một hơi, là sát thủ, trực giác hắn rất nhạy cảm. Nhiều lần đã cứu tính mạng hắn. Đi trước, tùy cơ hành động. Bàn tử cùng Thiên Tàn cũng gật đầu. Không chỉ mấy người bàn tử nhìn ra cổ thành này quỷ dị, có không ít người cũng nhìn ra, liền lần lượt ẩn lấp. Có điều phần lớn mọi người giờ phút này tâm thần đều hoàn toàn đắm chìm trong long hồn thụ trên kia, nào có tâm tư kiêng rẻ cái khác. Có không ít tu sĩ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn những kiến trúc kia. Rất nhiều tu sĩ công kích thất thải quang trụ không biết mệt mỏi, muốn có long hồn quả đến phát điên. Cũng đúng lúc này, trong một sơn lâm, ong ong một tràng tiếng ve kêu vang lên, thanh âm rất nhỏ, lại mang theo một loại công kích hồn lực. Lúc này, một đám mây đen từ bên trong núi rừng bay lên, chậm rãi bay đi về hướng thất thải quang trụ. Đám mây màu đen kia là từ những chấm đen nhỏ lít nha lít nhít tạo thành, chỉ là khoảng cách quá xa. Nhìn qua giống như mây đen mà thôi. Nếu như quan sát gần sẽ phát hiện ra, đám mây này lại là từ vô số mũi đen tạo thành, quỷ dị là trên thân mũi đen không có bất kỳ hồn lực lay động nào. Trong một vùng thung lũng khác, từng đợt thanh âm tất tất tốt tốt vang lên, nếu như nghe kỹ, có thể nghe ra đó là thanh âm lưỡi rắn phỉ ra thụt vào. Trên một đồng cỏ tương đối trống trải, có thể nhìn thấy, vô số rắn ban lan ngũ sắc du tẩu giữa bụi cỏ. Tốc độ nhanh vô cùng, không hề chậm hơn so với tu sĩ chiến vương cảnh. Từng màn này, phát sinh ở các nơi trong cổ địa bí cảnh, không chỉ có muỗi và rắn, còn có tiểu ngô công hắc sắc, phi thiên đường lang, độc thứ tiểu mật phong. Đương nhiên, cũng không thiếu hồn thú lục giai cùng thất giai khác, ngao du tại hư không, xông thẳng đến vị trí thất thải quang trụ. Một số đang lao nhanh về hướng tu sĩ vây quanh thất thải quang trụ. Ngay từ đầu nhìn thấy những hồn thú cấp thấp còn không ai để ý, nhưng mà càng đến gần thất thải quang trụ, hồn thú kia cũng ngày càng nhiều. Chỉ với số lượng thế kia cũng đủ để dọa cho đám người kinh hồn táng đảm. Mặc dù có rất nhiều người nghi ngờ, bắt đầu thả chậm bước chân, nhưng vẫn có không ít người không thèm để ý đến những hồn thú này. Một vài hồn thú cấp thấp mà thôi, một kiếm là có thể chém giết vô số, một đao liền có thể diệt được cả một nhóm, có gì đáng sợ. Tam ca, hình như có chút không thích hợp, nhiều hồn thú như vậy đều đuổi về hướng thất thải quang trụ kia. Ba người Tiêu Phàm đứng ở giữa sườn núi một ngọn núi, Quan Tiểu Thất cảm giác được sự tình có chút không thích hợp. Không phải hồn thú, mà là hồn điêu thú. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc,
những hồn thú đó căn bản không thể dùng hồn lực dò được, hơn nữa trên người bọn chúng đều có một vài đường vân tỉ mỉ, Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt là đoán ra. Nhiều hồn điêu thú như vậy, trông cũng giống thật quá đi, cổ địa bí cảnh này trước kia rốt cuộc là nơi cái quỷ gì không biết. Quan Tiểu Thất kêu lên, thật sự là số hồn điêu thú này quá nhiều. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết nơi này trước kia rốt cuộc là cái gì, vì sao xuất hiện nhiều hồn điêu thú như vậy. Dù sao hồn điêu sư đã biến mất hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, có rất ít hồn điêu sư xuất hiện trước mặt thế nhân. Nhưng nơi này lại cất giữ số lượng hồn điêu thú đáng sợ như thế, điểm này cũng đủ để chứng minh cổ địa bí cảnh này bất phàm, chí ít tuổi đời của nó cũng phải trên ngàn năm. Tiêu Phàm rất muốn tìm kiếm đến đáp án từ trong tu la truyền thừa, đáng tiếc, những thứ liên quan tới hồn điêu sư trong tu la truyền thừa ghi chép chỉ có đôi câu. Chủ yếu nhất là những hồn điêu thú này còn đang hướng gần về vị trí thất thải quang trụ, đây có phải đại biểu cho cái gì không? Đúng rồi, ta cũng đang thiếu hồn văn đồ, những hồn điêu thú này lại là hồn văn đồ sống sờ sờ, có thể chế tạo ra những hồn điêu thú này, chí ít đều là hồn điêu sư cấp tông sư có thể họa rồng vẽ hổ. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động. Hắn mặc dù tự sáng tạo được một bộ hồn văn đồ, miễn cưỡng bước vào cái gọi là cấp bậc đại sư, nhưng mà những thứ hắn biết về hồn văn đồ quá thưa thớt. Lại thêm trong tu la truyền thừa lấy được mấy tấm kia, cộng thêm 3 tấm bác lão cho hắn, số hồn văn đồ mà hắn biết bây giờ còn chưa vượt qua 10 cái, tính hạn chế quá lớn. Nếu như có thể nghiên cứu kỹ hồn văn đồ phía trên những hồn điêu thú này một chút, nắm chắc trong tay, vậy về sau không phải hắn cũng có khả năng sáng tạo ra hồn điêu thú sao? Tiểu Ngũ, Tiểu Lang, bắt hồn điêu thú giúp ta, càng nhiều chủng loại càng tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chỉ lưu lại một câu, liền cấp tốc đánh về hướng hồn điêu thú nơi xa. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang không biết vì sao, có điều vẫn là nghe theo lời Tiêu Phàm. Nơi này là nơi nào căn bản không quan trọng, quan trọng là bản thân mấy người nhất định phải sống sót rời đi. Một khoảng thời gian tiếp, ba người Tiêu Phàm nhìn lại số hồn điêu thú đã bắt, hồn điêu thú đủ loại cấp bậc đều không buông tha, mạnh nhất là một hồn điêu thú thất giai sơ kỳ. Tiêu Phàm vừa bắt hồn điêu thú, tâm thần lại vừa chìm đắm trong lĩnh ngộ hồn văn quanh thân hồn điêu thú. Với cường độ hồn lực bây giờ của Tiêu Phàm, lại thêm bản lĩnh nhìn qua là không thể quên, hồn văn đồ được hắn khắc ghi lại trong đầu, hắn không ngừng tái diễn lại, lĩnh ngộ đối với hồn văn cũng ngày càng sâu. Chỉ là những hồn văn này mặc dù được hắn khắc ghi trong đầu, nhưng hắn lại không biết, làm thế nào mới có thể để những hồn điêu thú này sống lại. Bác lão từng nói, hồn văn sở dĩ có thể thể hiện ra giá trị, quan trọng là ở phía trên hồn điêu, có thời gian ta cũng điêu khắc thử mấy cái mộc điêu thử xem. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Mặc dù Tiêu Phàm rất muốn ngay bây giờ thử nghiệm một phen, nhưng mà bây giờ lại không phải thời điểm thích hợp để hồn điêu. Hồn điêu tương đối thích hợp trong hoàn cảnh yên tĩnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát để đại bộ phận tâm thần đắm chìm trong lĩnh ngộ hồn văn, mà Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất hai người đang điên cuồng bắt hồn điêu thú. Tốc độ ba người đi không phải rất chậm, nhưng mà đang không ngừng tới gần màn ánh sáng bảy màu. Oanh, chỗ thất thải quang trụ, thiên địa nổ vang một tiếng, hơn 100 người công kích, cuối cùng đánh tan thất thải quang trụ, dù sao. Những người này đều là tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong trở lên. Thất thải quang trụ tất nhiên cường đại, nhưng đã qua bao nhiêu năm tháng, năng lượng nó chứa đựng sớm đã kiên trì không bao lâu, làm sao chịu nổi công kích của trên 100 chiến vương cảnh, thậm chí có cả chiến hoàng cảnh. Dù là bọn hắn chỉ ôm cây đợi thỏ, thất thải quang trụ này cũng sẽ có thời điểm vỡ nát. Xông lên, long hồn quả là của ta. Đáng chết, nhiều người như vậy, long hồn quả không có nhiều. Muốn cướp được một chút cũng không dễ. Thực lực ta mặc dù không mạnh, nhưng mà có thể đục nước béo cò, ngộ nhỡ có thể có được long hồn quả thì sao? Có tiếng gào thét kích động, có tiếng gầm gừ không cam lòng, cũng có người tự nói một mình, điểm giống nhau duy nhất, chính là tất cả mọi người đều bước không chậm. Dù là những tu sĩ núp trong bóng tối, rốt cuộc không còn chút do dự nào, lần lượt chạy như điên về hướng long hồn thụ. Long hồn quả có sức hấp dẫn quá lớn, ánh mắt của tu sĩ dù cách xa hơn 10 dặm, cũng có thể nhìn thấy thứ quả tản ra thất thải quang mang trên long hồn thụ kia, nước miếng đều chảy ra. Ha ha, ta là người đầu tiên, long hồn quả này tất nhiên phải có phần của ta. Tiếng xé gió vang lên,
một bóng người tốc độ cực nhanh phóng tới Long Hồn Thụ. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, mấy đạo đao mang kiếm ảnh từ phía sau xông lên, xông thẳng đến người đầu tiên, tốc độ nhanh vô cùng. Khốn kiếp! Người thứ nhất phẫn nộ không thôi, hắn không nghĩ tới mấy người cùng hắn liên thủ vậy mà chủ động ra tay với hắn, lời thề liên thủ trước đó đâu rồi? Căn bản không có bất kỳ đề phòng nào, tu sĩ đầu tiên tới gần Long Hồn Thụ bị mấy người liên thủ với mình giết chết, trong mắt hắn nồng đậm vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, bỏ mạng tại đó. Long hồn quả dễ lấy như vậy sao? Linh quả bậc này, người có đức mới chiếm được. Một vài tu sĩ phía sau cười lạnh không thôi, cũng nhao nhao xuất thủ về người phía trước. Một trận huyết chiến lặng lẽ diễn ra. Hơn 100 tu sĩ chiến vương, chiến hoàng giao chiến cùng một chỗ, trận chiến này cũng thực hùng vĩ, chiến kỹ lộng lẫy chấp lóe trong hư không, sáng chói khiến người ta không mở được mắt. Hồn lực phong bạo bao phủ hoàn toàn tòa cổ thành không lớn lắm, đất đá trên đường bị hồn lực thổi tung bay, phá vỡ, bay loạn xạ trên không. Quỷ dị là những kiến trúc trong cổ thành kia không hề nhúc nhích, phong bạo của hồn lực căn bản không mảy may làm gì được chúng. Phải biết, cho dù là kiến trúc Ly Hỏa Đế Đô cũng chịu không được sự tàn phá của cường giả chiến vương cảnh, càng không cần phải nói đến chiến hoàng cảnh. Nhưng mà kiến trúc nơi này lại mạnh mẽ đứng vững trước phong bạo hồn lực, như không có gì xảy ra. Tu sĩ đuổi giết nhau, không ngừng tới gần ngọn núi nhỏ kia, bởi vì không thể phi hành, tốc độ bọn họ cũng chậm đi không ít, có điều tố chất thân thể vẫn cực kỳ cường đại. Rất nhiều người nhảy vọt ở phía trên một tòa cung điện, nhảy lên vài chục trượng, với tốc độ thế này, không bao lâu nữa liền có thể tới gần Long Hồn Thụ. Những tu sĩ đó trong lòng âm thầm có chút bất an, nhưng rốt cục nhịn không được, đây chính là Long Hồn quả, dù có gánh lấy nguy hiểm thì có sao? Chẳng lẽ bản thân chờ ở chỗ này, có thể có được Long Hồn quả sao? Hiển nhiên không thể, vậy cũng chỉ có thể liều một phen, dù sao nhiều người tiến vào cổ thành cũng không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có giữa các tu sĩ công kích lẫn nhau. Đi vào đi, miễn cho ta phải đi tìm các ngươi. Trong rừng rậm, bóng người kia lần nữa xuất hiện, nhếch miệng lên hình cung, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Cũng đúng lúc này, cuối chân trời, tiếng gào thét từng hồi truyền đến, phóng tầm mắt nhìn ra xa, vô số phi cầm tẩu thú che khuất bầu trời, khí tức đáng sợ cuốn tới, không trung dâng lên một trận phong bạo hư vô. Người Đại Long Đế Triều, mọi người mau dừng tay, đừng tự giết lẫn nhau, đến lúc đó người Đại Long được lợi. Người Đại Long có thể phi hành, chúng ta thủ hộ Long Hồn quả kia đã rồi tính tiếp, chia 5 người cùng một chỗ, ai nếu muốn lấy Long Hồn quả, những người khác liên thủ chém giết. Một vài tu sĩ kêu to, nhao nhao về lui về sau, lạnh như băng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Rất nhiều người tự giác đi đến cùng một chỗ, sau đó lao nhanh về hướng Long Hồn Thụ. Ra là Long Hồn Thụ, tu sĩ Đại Long kích động không thôi, nhìn thấy Long Hồn Thụ, nước miếng đều chảy ra. Ha ha, những người Đại Ly Đế Triều này đến phi hành còn không thể, còn mơ đến Long Hồn quả. Lại có người khinh thường nói. Sau đó bọn hắn điều khiển loài chim hồn thú dưới chân, cấp tốc tới gần Long Hồn quả. Không đúng. Trên lưng một cự ưng, một thanh niên cẩm y hắc sắc đứng đấy, cau mày, ánh mắt hắn không rơi vào phía trên Long Hồn Thụ, mà rơi vào trên kiến trúc cổ thành kia. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tất nhiên là sẽ nhận ra, người này chính là đệ tử Đại Long Đế Triều, Long Thần, chỉ là Long Thần cho tới bây giờ không lộ diện, rất dễ bị người khác xem nhẹ. Nhị đế tử, ngươi chẳng lẽ không muốn Long Hồn quả sao? Đang lúc Long Thần thất thần, một thanh âm thăm thẳm phía sau vang lên, lại thấy Tiêu U ngồi ở trên một con loan phượng, mỉm cười nhìn hắn. Nhiều người như vậy, ta có đi cũng không giành được, thôi thì không góp vui nữa. Thần sắc Long Thần vô cùng băng lãnh, ngữ khí cũng vô cùng hờ hững, tựa như đây là tác phong trước sau như một của hắn. Thật à, Tiêu U nửa tin nửa ngờ. Thấy Long Thần không nói, nàng hừ nhẹ một tiếng liền điều khiển loan phượng hướng về trong thành, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, Long Thần à Long Thần, thế nhân đều coi Long Tiêu mới là chân Long Đại Long, nhưng cỗ lực lượng trong cơ thể ngươi kia, ngay cả ta cũng phải kinh hãi. Chẳng lẽ nàng ta nhìn ra cái gì? Ánh mắt Long Thần hơi hơi lóe lên nhìn Tiêu U thật sâu, chậm chạp nói, Tiêu U, một đệ tử tiểu gia tộc. Nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn băng xương cự lang lại ngắn ngủi thời gian không đến một năm trưởng thành đến cấp độ ngay cả ta đều phải kiêng kỵ,
cũng thực rất quỷ dị. Còn có Tiêu Phàm kia, một năm trước đó đến chiến hồn còn không thức tỉnh được, thời gian một năm vậy mà đột phá đến chiến hoàng cảnh. Xem ra Tiêu gia này cũng không đơn giản, không biết là hậu duệ cổ tộc ẩn thế nào. Trong lòng Long Thần nghĩ thầm, sau đó chậm rãi đáp xuống mặt đất, không tiến vào bên trong cổ thành. Cũng đúng lúc này, một cỗ khí thế cường đại nơi xa xuất hiện, cấp tốc tới gần cổ thành, không ít người nhao nhao nhìn lại, lại nhìn thấy đám người Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch, Bắc Thần Phong, Ninh Xuyên, Lâu Ngạo Thiên cùng tới. Đám người này bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bên trong cổ thành, cho dù là long hồn quả cũng không có đến mức khiến bọn hắn điên cuồng, tối đa cũng chỉ có một tia tha thiết mà thôi. Dù sao, long hồn quả cũng là cực kỳ quý hiếm, có thể có được một chút cũng cần vận khí rất lớn. Nhưng mà bọn hắn cũng rõ ràng, giữa thiên địa này có lẽ có không ít người có kỳ ngộ, đồng thời cũng cần đủ mạnh để chịu được nhân quả, cơm chưa miễn phí không bao giờ tồn tại. Hơn nữa, bọn hắn càng tự tin thực lực bản thân, chỉ sợ không có ngoại lực phụ trợ cũng có thể tiến bộ một bước, đây chính là khác biệt giữa thiên tài và kẻ tầm thường. Xem ra không phải là tất cả mọi người đều ngu xuẩn, nhưng cũng không nghĩa lý gì nữa. Long Tiêu, bọn Tiêu Phàm đâu? Giữa rừng núi, con người của Hắc Ảnh đen kịt kia đảo qua đám người Sở Khinh Cuồng, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Thật là nói đến liền đến. Vừa dứt lời, bóng đen liền nhìn lại nơi xa, ánh mắt đám người cũng bị thu hút theo. Giống, cuối chân trời, một bóng đen dài khoảng 10 trượng gào thét tới, còn chưa tới gần, một cỗ hồn lực to lớn liền quét sạch tứ phương, một vài tu sĩ bị dọa đến toàn thân run rẩy, căn bản tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Giao Long, hình như là hồn thú thất phẩm đỉnh giai, ám ảnh ma giao, các ngươi xem, đỉnh đầu ám ảnh ma giao có phải có một người đang đứng không? Long Tiêu, là Long Tiêu, đại đế tử Huy Vũ. Tu sĩ trong cổ thành kinh hồn táng đảm nhìn không chung, người đại ly đế triều trong lòng bạo loạn, mà tu sĩ đại long lại nhảy cẫng hoan hô. Ai không muốn đế triều của mình mặt mũi sáng sủa, ai không muốn tu sĩ đế triều mình cường đại. Không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của Long Tiêu chấn nhiếp đến phần lớn mọi người. Sau đó, đây chính là tồn tại đỉnh phong bên trong thất phẩm hồn thú, giờ phút này vậy mà trở thành vật cưỡi của hắn. Long Tiêu kim bào bay phần phật. Đứng ở đỉnh đầu ám ảnh ma giao, một mặt ngạo nghễ, như là thiên thần tuần tra, nhàn nhạt nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới. Không biết thịt giao long kia ăn có ngon không? Bắc Thần Phong liếm liếm bờ môi, thanh âm không lớn nhưng rất nhiều người ở đây đều nghe rõ từng chữ. Long Tiêu vừa lúc chuẩn bị đáp xuống, nghe được lời của Bắc Thần Phong kém chút từ trên đầu ám ảnh ma giao cắm xuống, thần sắc băng lãnh liếc nhìn Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong tóc dài phiêu đãng. Thần sắc bình tĩnh vô cùng, không lọt vào mắt Long Tiêu, quét bốn phía một cái nói, phải rồi, Tiêu Phàm đâu? Đám người nghe vậy, cũng lộ ra vẻ tò mò, hôm nay thiên tài lần hai đại đế triều nữa tụ tập ở đây, nhưng mọi người cảm giác không có Tiêu Phàm, liền thấy thiếu thiếu một thứ gì. Bởi vì hôm nay quá mức yên tĩnh, mỗi lần chỉ có Tiêu Phàm ở đây mới có thể có sự tình không tưởng được phát sinh. Giống, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Một hỏa lân thú to lớn từ trong cổ lâm xông ra, mặt đất rung chuyển, bụi bặm đầy trời. Lúc mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như nhìn thấy một cái biển lửa lao nhanh về hướng bên này. Tại chỗ đỉnh đầu hỏa lân thú có ba đạo thân ảnh đang đứng, người cầm đầu trên mặt đang tràn đầy nét cười. Tiêu Phàm, không ít người trong nháy mắt nhận ra thân phận người kia, trực tiếp kinh hô. Tiêu Phàm, đám người nghe vậy. Phần lớn mọi người đồng loạt quay người nhìn lại, dù là những tu sĩ đã xông vào trong cổ thành cũng không ít người ánh mắt tụ tập lại trên hỏa lân thú. Không ít người cảm nhận được khí tức trên người hỏa lân thú, hãi hùng khiếp phía một trận, khí tức hỏa lân thú này phát ra chính là thất giai hậu kỳ, vậy mà tình nguyện trở thành vật cưỡi của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ? Bằng không với sự cao ngạo của thất giai hồn thú. Làm sao có thể chịu để một tu sĩ cấp thấp đứng ở trên đỉnh đầu của mình? Chạy mau, đúng lúc này, bên trên hỏa lân thú truyền đến một tiếng quát như sấm của Tiêu Phàm. Mọi người có thể nghe ra, Tiêu Phàm trong giọng nói vậy mà có một tia kinh hoàng. Tiêu Phàm kinh hoàng, người biết Tiêu Phàm, đều tưởng là bản thân nghe lầm. Tiêu Phàm không sợ trời không sợ đất, dù ở chiến vương cảnh trung kỳ cũng dám cùng chiến hoàng trung kỳ chiến một trận, vậy mà sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ. Đi,
Trong một mảnh rừng rậm, bốn người Bàn Tử, Ảnh Phong, Thiên Tàn cùng Tiểu Minh không chút do dự xuyên đi hướng về nơi xa. Bọn hắn có một loại tín nhiệm từ đáy lòng đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói chạy mau, vậy khẳng định có sự tình không hay nào sắp phát sinh. Đương nhiên, cũng có một số người không chút do dự chạy trốn về bốn phía, cũng không phải bọn hắn tín nhiệm Tiêu Phàm mà là bọn hắn đối với Tiêu Phàm có loại sợ hãi. Bọn hắn không cho rằng người tiến vào cổ địa bí cảnh sẽ khiến cho Tiêu Phàm sợ hãi, dù là Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật cũng không thể. Nhưng mà hiện tại, thứ mà đến Tiêu Phàm còn sợ hãi, bọn hắn những người sợ Tiêu Phàm nào còn dám lưu lại đây. Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên mấy người cũng cau mày một cái, lại không nhúc nhích gì. Ong ong oa oa cũng đúng lúc này, một trận la hét giận dữ ngập trời, tiếng hót vang vọng đất trời. Đất trời phía sau Tiêu Phàm bị bụi bặm che khuất, mấy đám mây sắc màu đập vào mặt. Có màu đen, màu xanh, cũng có đỏ, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít, khiến cho tâm thần người ta run lên. Hồn thú, mà mẹ nó, nhiều hồn thú như vậy, đều là do Tiêu Phàm dẫn tới sao? Chạy mau, nếu như bị những hồn thú này tiếp cận, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vụn. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, nào còn chú ý đến cái gì long hồn thụ. Long hồn quả, tính mệnh mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, cũng có người không sợ chết, vẫn ôm một tia may mắn cuối cùng, muốn có được long hồn quả, chỉ là cũng không chỉ mình bọn hắn nghĩ như vậy. Không đúng, không phải hồn thú. Y Phi mạch cau mày nhìn một mảnh đen kịt phía xa, nhất định là Tiêu Phàm giở trò quỷ, muốn lừa chúng ta rời đi. Lừa ngươi, ngươi có đáng giá để hắn lừa gạt không? Bắc Thần Phong cách đó không xa mặt coi thường nói. Những thứ này mặc dù không phải hồn thú, nhưng mà so với hồn thú cùng cấp còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nói xong câu đó, Bắc Thần Phong không chút do dự chạy như bay về nơi xa. Sở Khinh Cuồng do dự một chút cũng đạp không mà lên, mặc dù hắn cũng nhìn ra những thứ bay bay kia không phải là hồn thú, nhưng mà trong lòng hắn cho rằng Tiêu Phàm không phải người như vậy. Tiêu Phàm muốn có được cái gì, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, dựa vào hai tay của mình đi tranh đoạt. Hoàn toàn không cần thiết thi triển thủ đoạn nhỏ bậc này. Tiêu Phàm, bên trong rừng rậm, đạo hắc ảnh kia ngữ khí băng lãnh phun ra hai chữ, sát ý nặng nề, dám làm hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, đừng mong một ai thoát, cho dù các ngươi hiện tại có chạy, cũng chạy không thoát được cổ địa bí cảnh. Dứt lời, bóng đen bỗng lấy ra một mai hạt châu màu đen, hai tay kết xuất mấy đạo thủ ấn. Từng đạo hồn lực thủ ấn đánh vào trong hạt châu màu đen. Giống, ngao đột nhiên, bên trong cổ thành phát ra từng tiếng gầm thét, tiếng gầm gừ cuồng bạo, nhìn qua đó chỉ là kiến trúc khổng lồ, vậy mà quỷ dị sống lại. Quái vật, tu sĩ trong cổ thành bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn rất muốn chạy, nhưng rất nhiều người bị dọa đến hai chân đã không nghe sai khiến. Xui xẻo nhất phải kể tới một đám tu sĩ đang xông vào cổ thành. Bọn họ là kẻ đến sau cũng muốn tranh đoạt long hồn quả, nhưng lại bị bầy quái vật vây quanh. Chỉ thấy những kiến trúc kia vặn vẹo một hồi, gạch ngói bên ngoài chậm rãi chóc ra, tóe lên vô số bụi bặm, ngoài cơ thể bọn chúng, vô số đường vân vần quanh, tựa như muốn sống lại. Thân thể to lớn cứng ngắc vặn vẹo mấy lần, sau đó thực sự sống lại, quả thực là cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là vật chết vậy mà có thể sống lại. Nhanh lên, chúng ta có thể bay. Trốn lên không trung. Tu sĩ Đại Long kêu lên sợ hãi, điều khiển hồn thú quay đầu bỏ chạy. Ba, đột nhiên một tiếng vang cực lớn truyền đến, chỉ thấy một mãnh hổ to tới mấy chục trượng, đột nhiên nâng móng vuốt to lớn lên, nhẹ nhàng vỗ một cái về phía trước, một hồn thú thất giai sơ kỳ và một tu sĩ chiến hoàng cảnh sơ kỳ trực tiếp bị bàn tay của nó đánh thành thịt nát. Tu sĩ bên ngoài cổ thành hít một hơi lạnh. Vẫn may trong lòng có cỗ bất an nên không tiến vào bên trong cổ thành, bọn hắn cũng rốt cục hiểu rõ cỗ bất an kia đến từ đâu. Những quái vật này quá là đáng sợ, đây chính là thất giai hồn thú, vậy mà không chịu nổi một kích. Nếu như bọn hắn tiến vào trong cổ thành há không phải cũng khó trốn khỏi kết cục ở nơi này. Là ai? Long Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn thấy hồn thú cùng tu sĩ Đại Long bị quái vật khổng lồ kia đồ sát, trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rất muốn xuất thủ, nhưng lại bị thực lực những quái vật kia chấn nhiếp, Long Tiêu đầu tiên nghĩ đến đây là có người cố ý sắp xếp một cái bẫy. Chẳng lẽ có người đặt bẫy tất cả mọi người chúng ta?
mọi người trong lòng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như thực sự là thế, vậy liền quá đáng sợ, đây là muốn tận diệt tu sĩ Đại Ly cùng Đại Long sao? Nam Cung Thiên Giật, đây chính là mưu kế của ngươi. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên, trong lòng hơi lạnh lẽo. Dựa vào những hồn điêu thú này, quả thật có thể ứng phó tất cả người tiến vào cổ địa bí cảnh, không nói số lượng, đơn giản xét về thực lực cũng có con tương đương với chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí hoàng phủ chiến hoàng. Chỉ là trong lòng Tiêu Phàm có một nghi hoặc, chính là Nam Cung Thiên Giật dựa vào cái gì điều khiển được số lượng hồn điêu thú khổng lồ như thế. Dùng hồn lực khống chế, thực lực Nam Cung Thiên Giật quả thực rất mạnh, nhưng cũng không thể làm đến bước này, những hồn điêu thú này số lượng thực sự quá lớn, đừng nói chiến hoàng, đến cả chiến đế cũng không khống chế được. Hơn nữa, hồn điêu thú cũng căn bản không cần hồn lực khống chế, chỉ cần một đạo mệnh lệnh lúc đầu mà thôi. Mấu chốt là mệnh lệnh này là cái gì? Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ ra mấu chốt vấn đề. Đừng giết ta, đừng có giết ta, long hồn quả ta không cần nữa. Rất nhiều tu sĩ bị dọa chạy trốn ra bốn phía, máu tươi bắn tứ phương. Vốn dĩ tu sĩ Đại Long Đế triều tưởng là dựa vào hồn thú loài chim có thể tránh thoát một kiếp, nhưng mà bọn hắn không ngờ tới những quái vật kia lại tấn công bọn hắn đầu tiên. Ngược lại, người Đại Ly Đế triều cũng không có nhận công kích đặc biệt lớn. Đến cái kẻ ngu cũng biết rõ, đây là một cái bẫy chống đối Đại Long Đế triều. Gần như đồng thời, bóng đen lít nha lít nhít từ tứ phương cổ thành bay tới, trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có, cơ hồ kín không kẽ hở. Nhiều, quá nhiều, đếm đến hàng vạn, số lượng đáng sợ khiến tất cả mọi người nuốt nước miếng, bọn hắn cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều hồn thú như vậy. Bọn hắn rất muốn chạy trốn, nhưng mà những hồn thú đó hoàn toàn ngăn chặn đường lui của tất cả tu sĩ. Hồn thú bạo tẩu đáng sợ đến cỡ nào, trong lòng mọi người rất rõ ràng, căn bản không phải sức người có thể chặn. Người thần phục, không giết. Đột nhiên, một thanh âm hư vô ẩn hiện vang lên ở trên không, đinh tai nhức óc, vang vọng thật lâu tại hư không. Người thần phục, không giết. Thanh âm như tiếng sấm vang lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu tìm kiếm nguồn phát ra thanh âm, nhưng mà khiến bọn hắn thất vọng là, thanh âm kia tựa như đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không có tung tích để tìm ra. Chỉ là theo thanh âm này vang lên, hồn điêu thú lít nha lít nhít, che khuất bầu trời kia đột nhiên dừng công kích, chỉ là khiến xung quanh chật như nêm, không cho bất luận kẻ nào chạy trốn. Đổi thanh âm khác, liền cho rằng không ai biết ngươi là Nam Cung Thiên Giật sao. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lão Tam, mấy người bàn tử đột nhiên xuất hiện, đi tới bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người bàn tử không có việc gì cũng buông lỏng một hơi. Hơn nữa, mấy người bàn tử cũng có thu hoạch, vậy mà đều đột phá đến chiến hoàng trung kỳ. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về bốn phía, hỏa lân thú dưới chân hắn toàn thân không ngừng run rẩy. Ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Rất nhiều tu sĩ ôm đầu co quắp trên mặt đất, từ bỏ phản kháng. Những quái vật này quá mạnh, như nếu không đầu hàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu đầu hàng, còn có cơ hội sống sót. Bọn hắn không biết là ai đang bố trí, nhưng không ngăn cản được việc bọn hắn muốn sống sót. Bất kể là tu sĩ Đại Ly hay là tu sĩ Đại Long, giờ phút này phần lớn mọi người đều từ bỏ tâm tư phản kháng. Nơi xa, sắc mặt Long Tiêu khó xử tới cực điểm, hai mắt đỏ bừng vô cùng, cũng đúng lúc này. Một đạo thân ảnh tử sắc từ đằng xa gào thét mà tới. Tiêu Phàm nhìn thấy lưu quang tử sắc kia, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau một khắc, chỉ thấy một thanh niên tử bào xuất hiện ở trước mặt Long Tiêu. Thanh niên tử bào kia chính là Bàng Nguyên trước đó khiêu khích Tiêu Phàm. Đại đế tử, là Nam Cung Thiên Giật, Nam Cung Thiên Giật muốn giết chúng ta, thanh niên tử bào Bàng Nguyên hét lớn. Cái gì, những người khác con ngươi co rụt lại. Sau đó hướng về bốn phía nhìn lại, quả thực không nhìn thấy thân ảnh Nam Cung Thiên Giật. Đại bộ phận thiên tài đều đến, chỉ có Nam Cung Thiên Giật chưa tới, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến là ai đang gài bẫy bọn hắn. Nam Cung Thiên Giật, cút ra đây. Long Tiêu giận tím mặt, ta cùng ngươi hợp tác, ngươi ngược lại thì sao, cũng dám chơi ta, thật sự cho rằng lão hổ không phát ra uy, liền coi ta là con mèo bệnh sao. Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch. Lâu Ngạo Thiên, Bắc Thần Phong mấy người cũng lần lượt ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía chân trời, cuối cùng, ánh mắt đám người rơi vào vị trí một mảnh rừng rậm.
Hô, một đạo hắc ảnh từ trong rừng rậm kia xông ra, sau một khắc, một thanh niên áo bào trắng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, trừ Nam Cung Thiên Giật còn có thể là ai. Cùng lúc đó, một con phi cầm từ trên cao đáp xuống, Nam Cung Thiên Giật lắc mình mấy cái liền vững vàng rơi vào trên lưng phi cầm kia, phi cầm hai cánh chấn động liền xuất hiện ở bên trong cổ thành. Nam Cung Thiên Giật, quả nhiên là ngươi. Long Tiêu trợn mắt quét ngang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Giật, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Bản đế tử ngược lại rất muốn biết, ngươi làm sao biết là ta? Nam Cung Thiên Giật không để ý đến Long Tiêu, ngược lại rơi vào trên người thanh niên tử bào bằng nguyên. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền dọa cho thanh niên tử bào toàn thân run lên, sau đó cả người ngây ngốc tại chỗ, hai mắt có chút mê ly, hiển nhiên là phệ hồn huyết tầm trong cơ thể đã diệt ý thức hắn. Sau đó không chút do dự thốt ra, là sử vô pháp nói. À, Nam Cung Thiên Giật hơi hơi ngoài dự liệu, vẻ lạnh như băng trong mắt hắn xuất hiện. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang kinh ngạc nhìn Bàng Nguyên, một mặt không hiểu, rõ ràng là Tiêu Phàm tiết lộ, hắn làm sao lại giá họa cho sử vô pháp. Chỉ có Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh, đây là nguyên nhân hắn sở dĩ không giết thanh niên tử bào Bàng Nguyên, đúng như Tiêu Phàm nói, hắn còn sống giá trị lợi dụng lớn hơn nhiều so với chết. Có lẽ không cần hắn xuất thủ, Nam Cung Thiên Giật cũng sẽ giết chết sử vô pháp. Chỉ là Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy bóng dáng sử vô pháp. Với tính toán của sử vô pháp, hắn có lẽ căn bản là không có đến nơi này. Phải rồi, còn có đại đế tử cũng nói. Bàng Nguyên đột nhiên lại nói ra. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Long Tiêu nghe vậy lập tức vô cùng phẫn nộ, từ trên cao nhảy vọt xuống, một bàn tay đánh về phía hắn. À, Bàng Nguyên hét thảm một tiếng, bản thân hắn lúc này bị trọng thương, đâu là đối thủ của Long Tiêu, hắn xoay người chạy, nhưng vẫn chậm nửa bước. Trực tiếp bị một bàn tay đánh thành thịt nát. Sau đó Long Tiêu thả người nhảy lên, lần nữa xuất hiện ở phía sau lưng ám dạ ma dao, động tác như nước chảy mây trôi, phiêu giật thoải mái. Đám người đều bị sự tàn nhẫn của Long Tiêu làm cho chấn kinh, người kia tốt xấu cũng là tu sĩ Đại Long, lại dễ dàng bị giết như vậy. Phía Đại Long có 6 tu sĩ cũng kinh ngạc không thôi, chính là 6 người trước đó cùng Bàng Nguyên gặp Tiêu Phàm tại Mê Huyễn Lâm. Còn người 6 người không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiêu Phàm. Cũng chỉ có 6 người bọn hắn trong lòng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm dở trò quỷ. Hắn đang khích bác ly gián, về phần Bàng Nguyên vì sao bị khống chế, 6 người lại không biết. Vốn dĩ 6 người còn chuẩn bị mở miệng giải thích một phen, nhưng sau khi nhìn thấy Long Tiêu quyết đoán giết Bàng Nguyên, 6 người vội vàng ngậm chặt miệng. Tiêu Phàm thủ đoạn quá quỷ dị, ai biết được nói ra tên hắn. Kết cục có giống Bàng Nguyên hay không? Cũng đúng lúc này, mọi người không chú ý tới, tại trong chỗ thịt nát, có một kim sắc nhộng to bằng hạt đậu phộng lớn màu máu, dọc theo mặt đất, cấp tốc về hướng Tiêu Phàm, rất nhanh liền bắn vào cơ thể Tiêu Phàm. Giết người diệt khẩu, cũng vô nghĩa, người Đại Long vốn là đều phải chết. Nam Cung Thiên Giật thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hồn điêu thú đầy trời lần nữa động đậy. Phủ ngập trời đất phóng về hướng tu sĩ Đại Long. Đi mau, nhiều người cực kỳ sợ hãi, vốn cho là mang theo thất giai hồn thú tiến vào nơi đây nhất định sẽ ép Đại Ly Đế Triều một bậc, lại không nghĩ rằng, một Nam Cung Thiên Giật của Đại Ly Đế Triều đã cho bọn hắn ăn đủ. Chỉ bằng đám rác rưởi này, còn ngăn không được bản đế tử. Long Tiêu gầm thét một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một chuôi trường đao ánh vàng rực rỡ, như có kim sắc hỏa diễm thiêu đốt bên trên. Trường đao khẽ run lên, một đạo kim sắc đao hà xông lên trời, hồn điêu thú đầy trời dưới đao hà này lần lượt nổ nát vụn ra. Hồn điêu thú mặc dù nhiều, nhưng cũng phải xem người, trước mặt cường giả chiến hoàng cảnh chỉ là tương đương với thực lực tứ giai, phòng ngự có mạnh nữa cũng đều là cặn bã. Trong hắc vân lít nha lít nhít, lập tức lộ ra một lỗ hổng. Đi, Long Tiêu quát một tiếng như sấm, lấy trường đao giúp tu sĩ Đại Long mở đường. Tu sĩ Đại Long nào còn dám do dự, nhào nhào bay về hướng lỗ hổng kia. Giết, thần sắc Nam Cung Thiên Giật cứng lại, tất cả hồn điêu thú đồng dạng nhào lên như không muốn sống. Không, hồn điêu thú vốn không có tính mệnh, chỉ là đơn thuần thi hành mệnh lệnh mà thôi. Nam Cung Thiên Giật, việc cùng ngươi hợp tác giết Nam Cung Tiêu Tiêu và Tiêu Phàm, đến đây kết thúc, Long Tiêu ta cùng ngươi không chết không thôi. Long Tiêu phẫn nộ quát ầm lên.
Nghe nói như thế, tu sĩ đại ly cũng không quá chấn kinh, việc Nam Cung Thiên Dật muốn giết Nam Cung Tiêu Tiêu tựa như ai ai cũng biết. Có điều, biết việc này là một chuyện, bị nói ra lại là một chuyện khác. Nam Cung Thiên Dật muốn giết bàn tử, nhưng mà cũng chỉ có thể vụng trộm làm, không thể trắng trợn đến thế. Sắc mặt Nam Cung Thiên Dật tái nhợt, vốn dĩ hắn muốn tất cả mọi người tiến vào bên trong cổ thành xong mới bắt đầu động thủ, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn. Vậy ngươi cũng không đi được đâu. Nam Cung Thiên Dật mặt lộ vẻ hung ác, trong cổ thành mấy hồn điêu thú to lớn đạp không mà lên, xông thẳng đến Long Tiêu. Sau đó, con người Nam Cung Thiên Dật phẫn nộ quét về phía Tiêu Phàm, giống lên nói, Tiêu Phàm, ngươi cũng phải chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.